Các bạn và các em sẽ cùng làm cho thầy bài tập của phần dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số lượng giác. Bây giờ các em tập trung để ý vào những cái dạng bài ở đây thầy sẽ phân ra cho em. Các cái dạng bài thì thầy cứ theo đúng cái cơ sở lý thuyết phương pháp mà thầy phân ra. Các em nhớ đọc bài nào của thầy cũng thế. Các em phải nhớ nghe kỹ về các cái phần lý thuyết này, nghe kỹ cơ sở phương pháp. Sau đó làm bài chú ý là luôn luôn ta sẽ cố gắng ta tập làm trước. Sau đó ta nghe thầy chữa lại thì nó sẽ hiệu quả hơn. Cứ nhớ là khi nào mà cứ nhìn thấy bài tập nào trước của thầy thì nên dừng lại và xem rồi làm trước đi. Như thế nó sẽ ổn. Và sau cái đó nó sẽ chữa được cho mình những cái lỗi sai. Mình phải tập làm trước cơ. Được chưa? Và mình về nhà mình phải đọc nhiều tài liệu sách vở rồi nhé. Để tham khảo thêm nhiều. Biết đâu lại có thêm nhiều các hướng giải, hướng đi mới nữa thì sao? Mai kia lại được 10 đấy. Ví dụ như thế. Và thầy cũng dặn dò cho luôn là trong quá trình mà thầy làm ấy, nếu mà có lỡ mà nó có nhầm hay sai sót chỗ nào ấy, thì thầy luôn luôn là thầy sẽ nhắc đúng rồi. Nhưng nếu mà te thầy mà có biết nhầm chỗ nào thì nhớ sửa giúp thầy nhé. Được chưa? Vì đôi khi làm nhiều câu không thể để ý được hết. Cái chuyện này khó tránh khỏi. Các em nhớ chưa nào? Bây giờ ta bắt đầu ta làm cho thầy cái câu A trước. Được chưa? Câu A. Đó, bây giờ nghe thầy phân tích, trước mỗi bài thầy đều sẽ có phân tích hướng bài, hướng đi nhé. Bạn nào hiểu rồi không sao, bạn nào chưa hiểu hết sức nghe kỹ thì mới hiểu được. Thứ nhất, ứng với mỗi cái bài toán này thì thầy đều cho hàm sin, hàm cos. Các em biết là về mặt điều kiện chính của hàm sin, hàm cos ấy, thì hàm sin, hàm cos không cần điều kiện chính tại vì sin cos xác định với mọi x thuộc R. Nhưng nếu như trong biểu thức sin cos mà là ux thì chúng ta cần đặt điều kiện phụ thêm để cho ux này xác định và có nghĩa. Trong phần phương pháp thầy có nói rất rõ như vậy đúng không? Vậy bây giờ ta tập làm thử cho thầy những câu này đi. Thứ nhất, sin của 3x thì hàm sin không có điều kiện gì. Nhưng 3x, chúng ta để ý kỹ cái hàm 3x. 3x cũng là xác định với mọi x thuộc R. Khi x thuộc R thì 3x cũng thuộc R. Nên các em ghi ta có, chỗ này ta có là gì ấy nhỉ? Ta có nếu như bài này x thuộc R, nếu như x thuộc R thì suy ra 3x của em cũng thuộc R. Ý muốn nói rằng 3x này luôn xác định với mọi x thuộc R. Chính vì thế 3x xác định với mọi x thuộc R nên suy ra tập xác định về sau chúng ta sẽ ghi chữ D như thế này. D bằng R. Các bạn rõ chưa? Thầy nhắc lại, ta có x thuộc R thì 3x cũng thuộc R thôi. Các bạn hiểu chỗ này nhé. Hoặc là 3x thuộc R cũng được thì x thuộc R. Chứ để ta xem kỹ giúp cho thầy. Và mấy kia chỉ cần trình bày ngắn gọn đơn giản như sau. Các em ghi thế này thôi này. Đó là ta chỉ cần xem cái hàm bên trong ux này này. Cái hàm bên trong sin cos này này là ux này này. Đó là cái gì? Nếu nó đã xác định thuộc R rồi ta ghi luôn. Đó là ta luôn có 3x. Được chưa? Xác định với mọi x thuộc R. Nên suy ra chắc chắn là, được chưa, x phải thuộc R. Đấy, nên tập xác định ghi ở đây. Và đóng khung cho thầy cái tập xác định này vào. Tóm lại là cái bài này có điều kiện gì không? Nói ngắn gọn là nó không có điều kiện gì. Đấy, cái này cứ phân tích đơn giản như vậy. 3x nha, nó không có điều kiện gì nên nó xác định mỗi x thuộc R. Dĩ nhiên x phải thuộc R rồi. B. Bây giờ không cần ta có nữa. Bạn nào về sau thích ghi cẩn thận thì ghi là ta có tiếp nào. Hàm cos không có điều kiện gì. Nhưng để cho cái biểu thức bên trong cos này xác định thì 2 trên x mà muốn xác định. Thì bài kia thì ghi cho thầy cái chỗ này đơn giản thế này nhé. Là điều kiện xác định nhé. Bài kia ta ghi cho thầy cái đơn giản ngắn gọn điều kiện xác định. Còn nếu mà em trình bày lời lẽ ra em sẽ phải nói là 2x, 2 trên x xác định khi và chỉ khi x khác 0. Thì chúng ta chỉ cần ghi đơn giản thế này là điều kiện xác định. Là 2 trên x thì x chỉ cần khác 0 thôi. Tức là mai kia mình mà thông minh rồi thì mình chỉ cần ghi thế này. Được chưa? Đó, cái này có hiểu được không? Cái này có hiểu được không? Được chưa? Đây là chúng ta ghi ngắn gọn đấy, ngắn gọn. Còn nếu không mai kia bạn nào thích trình bày dài ra thì cũng được. Sẽ ghi thế này. Được ghi. Hàm cos không có điều kiện gì. Nhưng ta ghi 2 trên x mà muốn xác định và có nghĩa thì khi và chỉ khi đó là x phải khác 0. Đấy, viết thế này thì càng tốt. Từ đấy dẫn đến
Tập xác định của chúng ta cần tìm sẽ là D bằng R loại bỏ đi cái phần tử gì? Không, đây là cách ghi mà thầy đã dạy rồi, đóng khung vào. Ai đóng khung rõ ràng rành mạch để người ta hiểu rằng là đây là kết quả của mình đã tìm ra, chốt như thế. Mai kia các em không cần ghi lời lẽ từ từ thế này đâu, các em nhìn thấy điều kiện nghĩ khác không luôn cũng được, nhất là khi nào làm trắc nghiệm. Nhớ được không? Cốt của căn x đây, thế thì cốt thì luôn xác định rồi, thì chúng ta chỉ cần điều kiện cho căn x thôi. Thì căn x mà muốn xác định thì khi và chỉ khi biểu thức bên trong căn thầy có dạy rồi đúng không? Lớn hơn hoặc bằng không. Vậy sẽ dẫn đến tập xác định của bài toán D bằng, bài này sẽ là nửa khoảng từ 0 ra dương vô cùng. Chú ý không là ngoặc vuông nhé. Được chưa? Không đến dương vô cùng. Rồi. Câu cuối cùng trong cái bài này là câu D. Câu D này nguy hiểm hơn đấy các em. Hàm sin thì coi như đã xác định rồi. Được chưa? Nhưng mà bên trong còn cái căn to tướng này nữa thì ta phải ghi cả cái căn này, điều kiện để cả cái căn này. Đây, đôi khi người ta cho em một cái quả to tướng này vào để em chuẩn bị nhiều bạn ngất này. Sin cos thì đã xác định rồi nhá, chúng ta chỉ cần đặt điều kiện cho bên trong sin cos xác định nữa thôi. Thế hàm căn này xác định và có nghĩa khi và chỉ khi đó là cái biểu thức bên trong căn 1 cộng x chia cho 1 trừ x này phải lớn hơn bằng 0. Bạn nào cẩn thận nữa thì ghi thêm mẫu khác không cũng được, nhưng mà khi xét thế này thì ta hiểu rằng là mẫu khác không rồi. Và cái này chúng ta quay trở về cái việc xét gì ấy nhỉ? Các có nhớ cái công việc ngày xưa là việc xét dấu không? Học lớp 10 chưa? Hồi học kỹ bất phương trình có đúng là đây giải một bất phương trình không? Đây là một bất phương trình chứa thương của hai nhị thức bậc nhất. Bước 1, ta tìm nghiệm của nhị thức tử, nhị thức mẫu. Nào, nghiệm của tử thì là âm 1, đúng không? Nghiệm của mẫu thì là 1. Sau đó ta dùng quy tắc dấu má thế nào nhỉ? Nào, hệ số A của tử là dương, hệ số A của mẫu là âm, tích lại âm dương thì là âm. Đặt dấu âm vào đây và đan dấu qua đây đúng không? Hoặc em có thể hiểu rằng là tích dấu lề này là âm thì bên trong trái ngoài cùng cũng được. Bên trong trái dấu với hệ, bên trong trái dấu với tích hệ số A thì bên trong sẽ là dương, ngoài cùng là âm. Em thích đọc thế nào cũng được. Như vậy bài này chúng ta sẽ có điều gì? Chúng ta sẽ chọn cho thầy những cái khoảng nào mà lớn bằng không thôi. Được chưa? Thế thì chúng ta sẽ chọn cho thầy cái ở giữa đi. Đây thế này đúng không? Thì chúng ta kịch bỏ hai bên đi. Có ổn không? Thầy xin nhắc lại. Bài này chúng ta lấy cho thầy ở giữa, vì bài này chúng ta lấy lớn hơn là bằng 0. Lấy ở giữa. Nhưng chúng ta lại hết sức để bị ngoặc, không được ngoặc đã sai này. Nghiệm của tử. Nghiệm của tử thì mới lấy dấu bằng thôi, nghiệm của tử là âm 1 thì lấy dấu bằng, nhưng nghiệm của mẫu. Được chưa? Nghiệm của mẫu thì lại luôn không lấy dấu bằng. Nếu bạn nào mà cẩn thận hơn ấy thì ghi thêm cho thầy cái này càng tốt này. Là mẫu là 1 chữ x phải khác gì ấy nhỉ, khác không? Đây là ghi cẩn thận thêm ấy. Còn khi viết thế này thì thực ra người ta cũng hiểu là mình không lấy mẫu rồi. Nhưng mà bạn nào cẩn thận ghi thêm cả cái mẫu khác không vào. Thế thì để cho nó chắc thì có nghĩa là cái chỗ này là không lấy tại 1, có hiểu không con? Đấy, có nghĩa là x khác 1 rồi mà, x khác 1 thì chỗ này phải lấy ngoặc, ngoặc tròn là chuẩn rồi. Như vậy các con ghi. Vậy bài này chúng ta tìm ra trừ 1 nhỏ hơn hoặc bằng x và nhỏ hơn 1. Hay, các con kết luận chỗ này tập xác định D bằng, nó cũng là một cái nửa khoảng trừ 1 đến 1. Nhưng mà chỗ này ngoặc tròn, mình ghi dấu má chỗ này các em cẩn thận đi nhé. Đảm bảo nhiều bạn dễ sai lắm. Một lần nữa thì khẳng định lại là những cái câu mà cảm giác tưởng cái gớm này. Thứ nhất nhá, biểu thức bên trong căn lớn bằng không, hiểu chưa? Mẫu khác không? Bây giờ điền dấu tử, dấu mẫu, điền nghiệm tử, nghiệm mẫu vào đây, xét dấu trong trái ngoài cùng. Thì do tích lại là âm, để âm vào đây cũng được, rồi đan dấu. Tại vì các nghiệm đều chỉ xuất hiện có một lần. Các nghiệm xuất hiện lẻ lần thì có thế mà đan dấu thôi. Cái quy tắc giải bất phương trình lớp 10 là thầy dạy kỹ lắm rồi. Bạn nào mà theo thầy từ ngày trước ấy, đảm bảo học phần này sẽ rất là chắc. Đây là những cái bài đầu tiên nên thầy sẽ phải nói lại cho nó hết sức cẩn thận để cho ai cũng hiểu. Thế thì bài này chỉ lấy cái khoảng trong thôi. Thì chúng ta lấy trừ 1 đến 1. Nhưng mà nếu có dấu bằng ở đây thì chỉ lấy tại nghiệm của tử mà không lấy tại nghiệm của mẫu. Mẫu khác không mà. Như vậy là chúng ta sẽ có trừ 1 đến 1. Như vậy thì chúng ta kết thúc bài toán này ở đây. Đấy, như vậy chúng ta đã hoàn thành xong bài số 1 nha. Các bạn kem thân mến, sau khi đi qua cái phần bài số 1 với những cái điều kiện cho sin cos thì ta tiếp tục đến với bài số 2, tìm tập xác định cho các hàm số sau. Ở đây thầy tiếp tục cho một số cái ví dụ tập tương tự như vậy. Bài toán này chính ra thầy cho như thế này là thầy đã gài cho em thêm
về cái việc học lại kiến thức hàm số và bất phương trình lớp 10 rồi đấy. Như vậy là một công đôi việc cho em nhớ chưa? Chứ bài trước thực ra thầy chưa đả động đến kiến thức sin cos đâu đấy. Đây là thầy làm thế này là một công đôi việc là cho em học lại cả kiến thức năm lớp 10 đấy nhá. Thế bây giờ chúng ta tập trung làm một số câu tương tự y hệt như vậy. Thực ra câu này em có thể làm gần giống thôi, không có gì khác bài một lắm. Bây giờ chúng ta có thể làm nhanh hơn được rồi đúng không? Bây giờ ta ghi đơn giản ngắn gọn như sau. Nào. Bây giờ thầy cho phép các em có thể trình bày đơn giản ngắn gọn hơn nếu như mà các em đã hiểu giống như thế kia rồi. Tuy nhiên nếu tốt nhất em trình bày được giống như thầy kia thì là tốt nhất. Nhớ chưa? Vậy ta ghi sin cos thì các thứ thì đều xác định rồi nhé. Sin cos thì không có điều kiện chính, chỉ có điều kiện phụ cho hàm thôi. Như vậy chúng ta sẽ có ta ghi hàm số xác định. Nếu mà ghi từ từ các em ghi cẩn thận giúp thầy nhé. Hàm số xác định khi và chỉ khi, hàm số xác định khi và chỉ khi 2x trên x trừ 1 này phải xác định. Nghe rõ không? Vì bài này thầy nhắc lại là không cần đặt điều kiện. Nhiều bạn đi thi lại đặt điều kiện cho sin khác không với cos khác không, nó không phải đâu nhé. Sin cos nó đã xác định với mọi x thuộc R rồi mà, đúng không? Thế thì muốn có đặt điều kiện thì chỉ đặt điều kiện phụ thôi. Như vậy chúng ta mai kia ta chỉ cần đi ghi đơn giản ngắn gọn. Thầy đọc cho mà ghi này, đó là hàm số trên xác định khi và chỉ khi. Tự thêm câu ý vào nhé cho nó chắc, còn người ta gọi là không, thực ra không phải là rườm rà gì đâu, mà là đúng văn phong, đúng phong cách toán là phải nói như thế thì mới là chặt chẽ, nhớ chưa? Hàm số trên xác định khi và chỉ khi. Còn bây giờ mà mình mà cứ ghi dài như thế thì chúng ta sợ là không có đủ giờ để làm viết hết câu ý. Khi và chỉ khi biểu thức bên trong cái này xác định, và cái này xác định thì khi và chỉ khi mẫu khác không, x trừ 1 khác không, vậy dẫn đến tương đương là x khác 1. Vậy ta xác định biết ghi rồi đúng không? Thì ghi ngắn này, d bằng r loại bỏ phần tử số 1, các em đóng khung vào. Đấy, đóng khung giống như thầy để vào này. Vừa chắc chắn mà nó lại vừa đẹp, đúng không? Mai mua nhiều bút màu xanh, màu đỏ, màu lá mạ các thứ vào mà ghi cho nó đẹp. Nói chung ấy, mình phải biết quý trọng từng kiến thức, từng bài. Khi mà kiến thức đã là của mình rồi thì đảm bảo về sau 9 hay 10 chỉ chắc chắn sẽ là điều tất yếu, đúng không nhỉ? Là điều tất nhiên, chả việc gì để mong chờ gì nữa. Nó sẽ tự đến. Cái này, hàm số trên xác định khi và chỉ khi 1 chia cho căn bậc 2 của x bình trừ 1 phải xác định. Các bạn nào ghi cái từ có nghĩa cũng được. Thầy có dặn rất rõ, căn thì phải lớn hơn bằng 0, nhưng rất tiếc căn lại nằm dưới mẫu, bỏ cái dấu bằng đi. X bình trừ 1 chỉ cần lớn hơn 0. Các em không cần phải ghi x bình trừ 1 khác 0 nữa đâu nhé. Viết thế này lớn 0 nên là khác 0 rồi. Thì dẫn đến xét dấu đúng không? Em có nhớ quy tắc xét dấu không? Giải vế trái x bình trừ 1 bằng 0 dẫn đến hai nghiệm, đó là cộng trừ 1. Có ai không biết không? Dấu xét thế nào nhỉ? Sấm xét thế nào nào? Bây giờ sấm xét nào? A dương trong trái ngoài cùng đúng không? Đây có đúng thế này người ta gọi là, thế này người ta gọi là trong trái ngoài cùng không? Nào hỡi các bạn, đúng chưa? Trong trái ngoài cùng, quá chuẩn. Bây giờ mình lấy ở đâu ấy nhỉ? Mình lấy ở cái dương. Vậy thì mình bỏ cái âm đi. Đấy. Đây chỉ là xét dấu lại của năm lớp 10 chứ. Ngoặc vuông, à đúng, ngoặc tròn, ngoặc tròn. Vậy làm gì có cái gì vuông? Làm gì có dấu bằng, ngoặc vuông? Vậy, bài này chúng ta sẽ ghi, đầu tiên ta phải ghi tập nghiệm từ từ, đó là hợp lại của hai khoảng x bé hơn âm 1, bé hơn nghiệm bé, lớn hơn nghiệm lớn. Đây là quy tắc thầy hay đọc. Nếu mà các em có ghi tập xác định, em phải ghi như sau. Âm vô cùng đến âm 1 hợp với 1 dương vô cùng. Đây là kết quả cuối cùng của em. Em đã chắc chắn chưa? Đây, cứ trình bày như thầy từ từ thế này này. Kể cả em có kẻ cái trục xét dấu qua vở cũng không ai trừ điểm. Ngày xưa cô của thầy còn bảo là em cứ viết vào đi, không ai sai đâu mà phải sợ. Thực ra là nếu bạn nào sợ mất điểm trình bày các thứ thì em có thể làm ra nháp để cho các bài nó được ngắn gọn. Nhưng mà đôi khi ngày xưa thầy viết, thầy cứ viết luôn cho cô hiểu càng tốt, được chưa? Chả sao cả. Cái này có hiểu được ý không nhỉ? Rồi hiểu ý được không? Rồi rất là dễ hiểu đúng không? Trong cái ngoài cung thôi. Nào C nào. Cos của x trên 2. Thực ra người ta lừa các em thôi. Cos thì là xác định với mỗi x thuộc R rồi. X trên 2 cũng là một cái hàm luôn xác định, không cần phải đặt điều kiện gì cả. Ta ghi rõ ràng. Hàm số xác định khi và chỉ khi x trên 2 phải xác định. Mà x trên 2 xác định thì nó lại xác định với mỗi x thuộc R. Nó làm gì có điều kiện gì? Đúng không? Nên suy ra bài này
tập xác định là D bằng R. Không sử cái câu này lại may quá. Thỉnh thoảng người ta viết ra thế cho nó vui mà. Sin 2x, cos 2x thì ta cos x trên 2, ví dụ thế. Viết cho vui mà để lặp lại câu bên kia cho nên nhớ. Tiếp. Ủa cái này nó mới lừa, nó mới vui này. Hàm số trên xác định khi và chỉ khi căn bậc 2 của 1 cộng x bình xác định. 1 cộng x bình xác định khi và chỉ khi 1 cộng x bình lớn hơn hoặc bằng 0. Được chưa? Nhưng mà rõ ràng là 1 cộng x bình lớn bằng 0 với mọi x thuộc R. Tại sao? 1 là số dương, x bình thì lại không âm, x bình lớn bằng 0. Cộng 1 vào thì người ta càng dương gì? Càng dương quá, đúng không? Em có thể giải thích là do ai cũng biết là 1 cộng x bình là luôn dương rồi ấy, còn không thể bằng 0 được cơ. Thế bảo này, biểu thức này thì luôn, tuy là luôn dương, nhưng nếu mà em có đặt điều kiện giải lớn hơn bằng 0 thì em vẫn coi như là luôn đúng với mỗi x thuộc R nhé. Được chưa? Em chỉ cần ghi. Hoặc mai kêu gì ghi đơn giản ngắn gọn thế này cũng được. Do 1 cộng x bình là luôn dương với mỗi x thuộc R nên cái căn này chắc chắn là xác định. Được chưa? Nên chúng ta có bài này D bằng R. Người ta viết thế này để lừa cho nó vui mà. Các bạn nhớ chưa? Đôi khi có những cái biểu thức bên trong căn nó luôn tự dương rồi mà không biết. Dương quá gặp cô ấy. Dương quá rồi. Được chưa? 1 trừ x bình thì khi em còn giải. 1 trừ x bình thì có khi em còn giải được ra trừ 1 đến 1. Thầy ví dụ với em thế. Nếu người ta cho 1 trừ x bình thì có khi còn có điều kiện là trừ 1, 1. 1 cộng x bình thì dương quá rồi. Đi thi rất hay gặp những cái biểu thức dương quá này nhé. Được chưa? Mình phải để ý. Nhiều bạn vẫn còn giải được ra cái này mới giỏi ấy. Sợ lắm. Nhiều bạn bảo thầy ơi có phải cộng trừ 1 không? Rồi sợ lắm. Chuyện gì cũng vì chuyện quái thì có thể xảy ra. Nhiều đứa hôm trước nó vẫn còn hỏi. Nè nó vẫn còn nghiệm được, nó mới giỏi đấy. Thế mới sợ. Cẩn thận đấy nhá. Cái này là sai tuét tuè loe đấy. Cẩn thận. Trừ nó khác, cộng nó khác. Trường này em có thể tự giải thích là do cái luân dương nên cái căn này chắc chắn xác định rồi. Đấy, như thế là lại mở rộng thêm được rất nhiều kiến thức chui ra từ đây. Mời các em tiếp tục đến với bài tập số 3. Rồi, các bạn, các em yêu quý, bài tập số 3 của chúng ta bắt đầu mới chính thức liên quan đến nội dung của lượng giác đây. Bắt đầu những cái bài này bắt đầu là bài quan trọng đầu tiên. Đấy, bài kia thực ra chỉ gọi là tập dượt để cho nó nhớ kiến thức lớp 10 thôi, để cho nó không bị quên. Chứ thực ra nó cũng nếu mà có hỏi mấy câu kia thì quá dễ, coi chừng vẫn đầy người sai đấy. Bây giờ chúng ta bắt đầu để ý, đi thi thì gặp hai cái hàm chính, đó là hàm chứa phân thức và hàm chứa căn, trong đó hàm phân thức chiếm vai trò chủ đạo. Nghe kỹ rồi nhá. Đối với hàm phân thức này, ta chỉ cần đặt điều kiện cho mẫu khác không. Chú ý, lúc ấy là phải tử số phải luôn xác định rồi. Nếu tử số mà còn chưa xác định thì đặt thêm điều kiện cho tử. Nhớ chưa? Trong lý thuyết có dặn rất rõ. Bây giờ tử là 1 cộng cos x, tử đã luôn xác định với mỗi x thuộc R, không cần đặt điều kiện. Không chuẩn bị điều kiện, nhiều bạn mai kia đi thi đặt điều kiện cos x khác âm 1, thầy vái ngả nón luôn. Cos x thì luôn xác định với x thuộc R rồi, còn đặt cái gì nữa. Bây giờ chỉ cần đặt mẫu thôi. Nhớ chưa? Thì mẫu khác không nhá. Ok. Điều kiện xác định. Thầy sẽ giải ngang ra đây. Đầu tiên các em cứ ghi cho thầy điều kiện xác định, đó là sin x phải khác không. Còn coi như mình ngầm hiểu, ngầm định trong đầu bảo thưa cô, 1 cộng cos này là nó đã tự xác định rồi, em không cần đặt điều kiện gì nữa. Sin x khác không rồi dễ quá, thì theo đúng cái điều kiện trước thầy có dạy em, sin x khác không, x khác kpi. Học nhiều tự nhiên thuộc luôn. Học thuộc luôn. Vì thầy có dặn em rất rõ hôm trước, khi xoay chiếu trên đường tròn lượng giác ấy, sin của những góc nào bằng 0? Sin 0 thì bằng 0, bấm shift sin 0 vào xem. Shift sin 0 thì sin 0 bằng 0, sin pi bằng 0. Rồi cứ lặp tiếp là sin 2pi bằng 0. Thì tổng quát là sin của kpi bằng 0. Thầy có ghi ở trên đường tròn lượng giác ở tiết 1 rồi, các bạn phải nhớ xem kỹ giúp thầy nhé. Vậy x khác kpi với k là số nguyên, k thuộc z, ghi đẹp đẹp vào. Đấy, đẹp chưa? Và đến đây kết luận này. Trời ơi, mình thầy trình bày nó hơi bị đẹp luôn. Các em không cần ghi tắt cũng được, chả qua thầy trong trường này thì ghi tắt một tí. D bằng R gạch bỏ các phần tử, các họ nghiệm. R gạch bỏ các cái nghiệm, đó là các cái điểm là KP, cho nó K thuộc Z. Cái này có hiểu được không nhỉ? Đấy, phải ghi đầy đủ thế này vào, không ghi K thuộc Z vào khi người ta trừ điểm đấy. Đóng khung vào. Ngày xưa thầy cứ đóng khung thoải mái. Trái làm gì ai cũng hay trừ điểm ở chỗ này cả. Nhất là khi làm bài tự luận các thứ thì luôn đóng khung này để cho người ta hiểu rằng là mình làm rất là chắc chắn. Các
Kể cả sai mình cũng đúng không? Được chưa? Được rồi. Xin nhắc lại, xin nhắc không, x khác kv cao thuộc z. Chuẩn rồi, bây giờ giải câu dưới. Tập xác định. Này, từ 1 cộng sin luôn xác định với một x thuộc r. Mẫu khác không thôi. Có đi khác không? Ui, nói thật với em ấy, đi thi người ta chỉ hay hỏi mỗi cái sin khác không, cos khác không này làm chính thôi. Em cứ thế mà thuộc luôn đi. Shift sin không, à đồng, shift cos. Bây giờ nhầm, shift cos không. Chúng trước thầy có dạy em x khác gì? Bấm shift cos 0, x khác pi trên 2, cộng k pi, k thuộc z. Thầy có dặn rất rõ trường hợp sin bằng 0, cos bằng 0 thì đuôi của chúng ta chỉ có k pi, chứ không có k pi, mà chỉ lấy một họ nghiệm thôi. Rồi, nó xác định d bằng, à quên, d chỗ này ghi điều kiện để cho nó chắc ăn, điều kiện xác định. Rồi, d bằng, bây giờ mình thích viết d hoa, như là đẹp, đấy, d bằng. Làm khi viết chữ D in nó mới đẹp. R gạch bỏ khác tức là gạch bỏ mà. Pi trên 2 cộng KV K thuộc Z. Cái này có hiểu được không nào? Rồi. Ngoặc móc nhá. Chuẩn ngoặc nhá. Ngoặc của các cái phần tử này phải chuẩn ngoặc. Dễ sai lắm. Được chưa? Tiếp. Câu C. Tử số là hằng số, bỏ qua. Mẫu số lại có 2 nhân với cốt bình 2X. Điều kiện xác định mẫu khác không thôi. Điều kiện là 2 nhân với cả cốt bình 2x để khác không. Các em đều biết 2 nhân cốt bình 2x khác không thì bỏ 2 đi cũng được, thì chỉ cần cốt bình 2x khác không. Mà cốt bình thì xem học rồi, x bình mà khác không thì x khác không đúng không? Cho là nhanh còn cái gì nữa. Thế thì chúng ta sẽ dẫn đến luôn đó là cốt 2x khác không. Có hiểu được không nhỉ? Rồi. Cho thầy hỏi cốt 2x khác không thì x khác cái gì? Tương đương, thầy viết xuống dòng tương đương nhé. Đây, cốt U đúng không? Lúc vừa nãy là cốt X, bây giờ cốt U, tức là một hàm của X. Thì U khác pi trên 2 cộng k pi. Được kì? 2X thôi, rút cả 2X ra. Không phải X thì là U, sợ gì? 2X khác pi trên 2 cộng k pi. Từ đó tương đương tiếp. Chia 2 đều xuống, ai cũng biết làm. Khi chia 2 xuống, các em đừng có lấy máy tính bấm nhá. Mời các em B thêm bác hai em xuống ở đây cùng bác hai này nữa luôn đi. Pi trên 4 cộng KP chia 2. K thuộc Z, cẩn thận để thêm ngoặc vào cho nó chắc. Thế thì tập xác định của bài này là gì? D, D hoa cho đẹp. Ôi giời ơi. Rồi. R toàn bộ tập R đúng không? Loại bỏ. Không chắc thầy có dặn để dò em rồi. Thầy bảo là em mà chỉ ghi ở mỗi dừng chỗ này thôi mà em không ghi rõ cái tập xác định này là không ổn đâu. Người ta trừ điểm đấy. Mấy cái không nhìn ra đáp án đâu. Cô thầy trừ điểm thầy đấy. Thấy chưa? Thầy mới phải lên để thầy. Thì thầy phải nằn nì mãi về sau mới không trừ điểm đấy. Tưởng đâu. Rồi. Chỗ này chấm phẩy cho ta chắc nhé. Pi trên 4 cộng k pi trên 2. Trong đó k thuộc z. Các cô hiểu cách ghi không? Phải k thuộc z, tức là viết thêm như thế để người ta hiểu rằng là có thêm cái điều kiện thôi, chả có gì đâu. Cái này có hiểu được không nhỉ? Nào, cuối cùng là câu D. Điều kiện xác định. Mấy cái em ghi chỗ này là suy ra được. Em ghi suy ra chỗ này hợp lý hơn, suy ra đi. Đấy, để cho người ta hiểu. Ấy da. Rồi, suy ra đi hợp lý hơn, còn trình bày nhiều ý thì ghi dấu cộng. Suy ra từ ý nọ, suy ra ý kia. Úi dồi, mẫu. Bài này mẫu là một cái điều. Có nhớ hai sin cos không? Cái này quen nhỉ? Đấy, bắt đầu lại có một cái. Có một cái gì đó đang không vui xảy ra ở đây. Đó là phải học lại ngay công thức lượng giác. Có nhớ hai sin cos không? Hai sin A cos A là sin 2A. Đây ghi. Cái này chính là sin 2X. Đây là bảng công thức góc nhân đôi. Cố. Nếu chưa hiểu cái chỗ này, về nhà lục tìm hoặc đăng ký ngay lại cái phần góc và cung lượng giác của lớp 10 học toán thầy chính nhé. Trên tuyển sinh47.com, các em nhớ xem lại cái phần ý đi. Nếu bạn nào mà có năng yếu phần đó thì phải xem lại nghe cái phần gốc ý để bồi lớp cho mình kiến thức. Nhất là trong hè, nếu mà còn thời gian thì mình xem nghe lại thì còn kịp. Nhớ chưa, trong phần này thầy dạy kỹ công thức lắm. Bây giờ chúng ta giải cho thầy cái điều kiện. Chúng ta chú ý, các em có thể giải cả sin khác không, cos khác không cũng được. Nhưng mà làm như thế thì em sẽ bị thành hai điều kiện. Người ta luôn luôn cố gắng biến đổi cái mẫu ấy về kiểu gì
mà ít hàm nhất hoặc ít điều kiện nhất có thể. Chứ giải nhiều điều kiện thì cũng được đấy. Nhưng mà chuyện gì xảy ra nếu như em giải ra 2 điều kiện, còn bạn em lại giải ra có 1 điều kiện? Thì thực ra ấy, 2 kết quả thì cũng đều đúng thôi. Nhưng kết quả của bạn ngắn gọn hơn, còn kết quả của em làm xong 2 điều kiện, em lại phải tìm mọi cách để gộp 2 điều kiện về 1 điều kiện. Mà cái phần gộp nghiệm với gộp điều kiện này, trong cái bài phương trình lượng giác về sau, thầy sẽ dạy em cách gộp nghiệm. Nhưng làm như thế sẽ trở thành dài dòng, các phải cẩn thận đấy nhá. Nên chúng ta đôi khi nếu thấy công thức lượng giác, ta phải biến đổi làm sao cho thật ngắn gọn đi. Đấy là cái quy tắc học của cái chương lượng giác này rồi. Bạn càng để dài, bạn càng nhiều nghiệm. Thì không, nhiều nghiệm không phải là thích đâu. Trong chương này càng ít nghiệm càng tốt, chứ nhiều nghiệm không phải là thích đâu. Được chưa? Thì chúng ta thấy như sau. Cái lượng giác thì buồn cười lắm. Có nhiều trường hợp 2 cái nghiệm này gộp lại, nó lại ra 1 nghiệm kia. Trong ví dụ đại để trong trường hợp này, bạn giải sin các không, cos các không mà xem. Chuyện này à, nói chung lượng giác có nhiều điều buồn cười lắm. Càng học với sao mới càng thấy hay. Và nó cũng phức tạp, lằng nhằng phết đấy. Chứ mình làm ra một kiểu, bạn làm ra một kiểu, đừng có nghĩ là mình đã làm đúng vội nhá, chưa chắc đâu. Được chưa? Ta ghi điều kiện xác định của bài này là 2 sin x cos x khác 0 thì tương đương với cái này chính là sin 2x nhá. Sin 2x khác 0. Các em biết rồi, cái này chính là sin u đúng không? Sin u vừa dạy lúc nãy xong, sin u khác 0 thì u khác k pi. 2x khác k pi, điều kiện gốc cái này mình đã học rồi. X khác k pi trên 2. K thuộc z. Như vậy khi ngắn gọn lại thì tập xác định của bài toán d bằng r gạch bỏ đi các phần tử có dạng k pi trên 2 k thuộc z. Còn thầy chú ý thêm này, chuyện này cũng có thể xảy ra này. Nhìn sang đây nhá. Nói chung là chuyện này cũng có thể xảy ra này. Một ngày nào đó bạn em giải 2 điều kiện, thưa thầy em có 2 điều kiện, em ghi ngoặc này có được không? Được. Nếu có nhiều điều kiện thì ghi ngoặc này được. Đó là ngoặc hệ điều kiện. Cái mẫu này muốn khác không, em đừng ghi ngoặc vuông. Tôi nhắc lại cho em nghe rõ chỗ này. Chỉ khi em giải phương trình bằng 0, a nhân b bằng 0 thì các em mới có ngoặc vuông, hoặc a bằng 0 hoặc b bằng 0. Nhưng thầy cũng dặn kem luôn, khi a nhân b khác 0 thì cả hai cái bác này cùng phải khác 0 cùng một lúc. Rất nhiều bạn sẽ sai ngoặc chỗ này, đi thi sẽ bị trừ điểm. Ngoặc như thế này có nghĩa là chúng mình cùng phải khác 0. Chứ nhỡ tôi khác 0, nhỡ cái anh này anh ấy bằng 0 để tôi chết à? Thì vẫn chúng tôi vẫn bị bằng 0 à? Thế nên là chúng tôi đã thích nhau là chúng ta muốn khác 0, chúng ta cùng hứa thì cả hai người cùng hứa. Chứ bây giờ lại một người hứa à? Thì điên, được chưa? Thế là còn hai người mà cùng chết. À, hai người muốn chết thì chỉ cần một trong hai người chết thôi là đủ rồi. Đừng có kéo theo cả hai cùng chết, nhớ chưa? Nhưng cả hai người cùng không chết thì cả hai người cùng phải sống. Đây, hai người cùng chết nhá, cùng dí vào không, dí vào con không là con chết rồi. Dí vào không là chết rồi. Thế thì chỉ cần một trong hai người chết thôi chứ, thì chết cả đôi à. Chỉ cần hoặc tôi chết hoặc anh chết là chúng ta được. Nhưng mai kia chúng ta mà muốn cùng sống, khác không là cùng sống, thì chúng ta phải cùng sống chứ. Hoặc tôi sống hoặc anh sống thì còn sống làm gì, hiểu chưa? Cái chỗ này đấy, thầy giải thích từ toán sang cách khác rất dễ hiểu, được chưa? Nên chỗ này em phải để ngoặc móc này là chúng ta phải cùng sống. Sin khác không thì x khác k pi, cos khác không thì x lại khác rồi ôi pi trên 2 cộng k pi. Các em lại phải vẽ cho thầy cái đường tròn lượng giác ra, em mới thấy cái điều kỳ diệu. Em hãy tìm cho thầy cái điểm k pi là điểm nào. Nếu cho k là số nguyên, k bằng 0 thì chúng ta được 0. Đây gọi là 0 này. X bằng 0 đây nằm vị trí này. K bằng 1, x bằng pi. Như vậy bài toán này bỏ đi 2 cái điểm này. Tại vì x khác 0, x khác k pi. Em chỉ cần cho k bằng 2 nó lại quay trở về điểm này nhé. Đấy là k là số nguyên đấy. Xong. Tiếp. Cái điểm dưới nhá. X khác pi trên 2 cộng k pi, k bằng 0 đi thì cái này được pi trên 2, điểm này. Bỏ điểm này. K bằng 1 thì x bằng pi trên 2 cộng pi nữa, như vậy là 3pi trên 2, 3pi trên 2 vào đây. Như vậy đủ hết điểm chưa? Nếu mà có quay vòng lên k bằng 2 nữa lại quay vòng lên đây. Như vậy em nhìn thấy không? Như vậy bài này tập xác định sẽ là cả một đường tròn lượng giác. Loại trừ đi 4 điểm này là đủ. 4 điểm này có một cái quy tắc rất là hay, đó là chúng hơn kém nhau rất là đều. Các điểm này đều có quy luật, đó là xuất phát. Nếu ta gọi cái điểm xuất phát thứ, đây gọi điểm xuất phát thứ nhất, điểm xuất phát thứ hai, điểm thứ ba và điểm thứ tư. Thì điểm xuất phát thứ nhất nằm ở vị trí x bằng 0.
Rồi, các điểm này đều hơn kém nhau một đoạn 90 độ, tức là bằng pi trên 2. Chu kỳ cách đều của nó một đoạn là pi trên 2. Chính vì thế, cứ mỗi một lần lại gặp lại nhiều pi trên 2 thì người ta ghi là 0 cộng k pi trên 2. Hay bài này chính là x khác k pi trên 2. Em hiểu chưa? Em hiểu không? Đây là thầy dạy cho em trước cái sự kết hợp giữa hai cái nghiệm, tại sao lại giải hai cái này cuối cùng nó lại chỉ có quay về một cái này. Chuẩn rồi nhá. Như vậy phải học được công thức là thế. Chứ bây giờ bạn mà giải ra nhiều nghiệm, thầy xin nhắc lại này. Khi thầy giải ra nhiều nghiệm của hai trường hợp này, thầy kết hợp trên đường tròn thì thầy có cái được cái họ thứ nhất được biểu diễn bởi hai điểm bị bỏ đi. Đó là điểm số 1 và điểm số 3. Trên cả đường tròn, điểm họ nghiệm thứ hai được biểu diễn bởi bỏ đi hai điểm, điểm số 2, điểm số 4. Các điểm này có một cái vòng quy luật cách đều nhau bao nhiêu là pi trên 2, thì chúng ta luôn luôn có chu kỳ nghiệm đuôi của nó là phải xuất hiện là k lần pi trên 2. Và chúng ta chỉ cần tính với cái họ nghiệm số 1 đầu tiên nó nằm ở vị trí nào, thì người ta sẽ lấy cái vị trí của họ nghiệm số 1 ấy, người ta cộng thêm cái chu kỳ lặp đi lặp lại khi bị các cái họ nghiệm này bị gạch bỏ trên đường tròn. Các cái điểm bị gạch bỏ trên đường tròn. Cái này nói thế đã hiểu rồi ấy gì? Có nghĩa là xuất phát từ điểm x bằng 0, cứ thêm pi trên 2 thì gặp điểm này, pi trên 2 nữa gặp điểm này, pi trên 2 nữa gặp điểm này. Thế thì các nghiệm này đều bị gạch bỏ hết trên đường tròn, thì có nghĩa là x khác 0 cộng cả pi trên 2, k thuộc z. Như vậy thầy đã giải thích cho em xong cái câu này. Cái chỗ này cũng là một cái chỗ hết sức khó và trừu tượng, sắp tới sẽ phải học trong phần phương trình lượng giác. Các em phải hiểu được phần này càng sớm càng tốt. Nếu không là mai kia thầy tin tưởng rằng là có nhiều chỗ em làm ra xong em không biết hỏi, em không biết hỏi ai, em không biết giải thích tại sao đâu. Vì sách vở tài liệu họ sẽ không nói cho em những cái điều này rất là ít, mà thầy cô cũng không có thời gian nhiều để bận dạy cho em những cái chỗ này đâu. Đó, thế nên em phải học, phải tìm hiểu. Rất là hay đúng không? Rồi, kết thúc bài tập số 3 ở đây một cách thành công. Các bạn và các em yêu quý, chúng ta cùng làm tiếp bài tập số 4 trong phần tập xác định của các hàm số lượng giác. Chúng ta có thể thấy rằng là bài tập của thầy cho nhiều ví dụ lắm, thế nên là tha hồ làm không bao giờ thiếu. Cứ học theo những các bài này của thầy, khỏi cần đi học thêm, mà cũng chả cần phải mua tại nhiều tài liệu sách vở làm gì. Rất nhiều bạn năm trước bạn bảo thế mà, nên là đảm bảo là học đầy đủ chi tiết và chả cần phải đi học cái gì, được chưa? Bây giờ sung sướng thế đấy, được chưa? Bài số 4 của chúng ta, thầy chuyển sang một số cái hàm có chứa tan cotang. Đây cũng là một trong những cái nội dung bài chính mà người ta hỏi. Thầy nhắc lại cho em nghe nhá. Thứ nhất là cái hàm chứa phân thức ở trong bài 3 trước là một số bài quan trọng rồi. Bài số 4, người ta sẽ đặt luôn luôn đi thi, người ta sẽ hỏi những cái hàm chứa tan cotang. Vì bản chất tan là sin trên cos, cotang cos trên sin. Như vậy bản chất vẫn là phân thức thôi. Em nhớ chưa? Thế thì mình nhớ cho thầy đó là những cái bài này thì mình có thể làm nhanh hay làm chậm đều được, nhưng mà theo quy tắc mà mình làm ấy thì tan là sin trên cos, thì bản chất là đi giải cos khác 0, thì cos u khác 0, u khác pi trên 2 cộng k pi, số nó chỉ có mỗi ý thôi, và sin khác 0 thì u khác k pi. Đấy, cứ thế. Bây giờ mình giải luôn nhá. Bây giờ bắt đầu giải nào, bắt đầu tập trung để ý vào đây để giải nào. Thứ nhất, tan của sin trên cos, nếu bạn nào ghi từ từ điều kiện thì ghi điều kiện xác định đi, là cos của, không cần giải thích lại đâu, cos của cái ông này khác 0. Cái bản chất vẫn chỉ là giải sin cos thôi, mình làm nhiều mình có thấy làm nhiều nữa quen cả tay. Cos u khác 0, xem lại đúng phần lý thuyết lúc đầu thầy cho ghi cái gì, nhớ lại ghi vào ký, xem lại ký nhá, phần cơ sở phương pháp ấy. U khác pi trên 2 cộng k pi, viết nhiều nó thành quen. Pi trên 2 cộng k pi. Vậy chuyển về như lớp 1 thì ta thu được. Khi mà tính toán với cái số này thì thầy đề nghị các em tính như sau này. Các em lấy máy tính em bấm 1 phần 2 thôi, không cần lôi pi vào đâu, đằng nào đã chả có pi. Các em bấm 1 phần 2 cộng 1 phần 3 nhé. Còn bạn nào mà quy đồng nhanh thì có thể không cần máy tính cũng được. 1 phần 2 cộng 1 phần 3 luôn, 5 pi trên 6 đúng không, cộng k pi, k thuộc z đúng không, cẩn thận ghi thêm k thuộc z vào. Như vậy thế này là thành công. Đấy, được chưa? Tao xác định ghê. Để sau ghi ngắn gọn nữa vào. D bằng R gạch bỏ phần tử các cái họ nghiệm là 5 pi trên 6 cộng k pi, k thuộc z. Đấy, quen rồi đúng không? Rất là dễ. Sao nào, có gì thắc mắc không? Chả có gì thắc mắc ở đây. Xin nhắc lại chỗ này, k pi cứ đúng thế mà làm nhá. Cộng pi trên 3 vào, thế là xong, chả có gì. Đóng khung, được chưa? Đóng khung vào, đóng khung lồng kính đúng không? Đóng khung màu đỏ chứng tỏ quan trọng. Tiếp, mình làm câu B. Đấy, được chưa? Ngăn cách câu B. Cô ta, nào giờ nhìn câu B. Điều kiện xác định
cô tang là dạy dột để cốt đè sin. Như vậy sin của x cộng pi trên 6 là khác không? Sin u khác không? U khác k pi. Chứng minh rồi, nhớ nhá. X khác, chuyển vế sang, trừ pi trên 6 cộng k pi. Quá là đơn giản. K thuộc z vào cho chắc. Em ghi thêm k thuộc z vào cho chắc nhá. Rồi ok. Tập xác định d bằng r gạch bỏ trừ pi trên 6 cộng k pi. Nó hơi dài một tí. Các cái viết các cái họ nghiệm này bao giờ nó cũng hơi dài một tí, nhưng mà phải viết cho đủ, không được bỏ thiếu cái gì. Đấy, xong. Chuẩn rồi nhá. Ok ok, chuẩn bài rồi. Các em tính toán các cái chỗ này cứ như lớp 1 đấy, chả có gì đâu. C. Mấy cái này tính toán như lớp 1 đấy mà, không có gì đâu. Đúng không? Chuyển vế chia thôi, thầy thấy nó còn dễ chán đấy. Nào, bây giờ tương tự tang của 2x cộng pi trên 3. Điều kiện xác định. Lần này nhá, thầy làm kép luôn đây này. Thầy sẽ không giải thích cho bạn nào nữa. Đây, 2x cộng pi trên 3 khác pi trên 2 cộng k pi. Đố hiểu đấy. Làm tắt một bước. Ý thì có ra không? Cái này khác pi trên 2 cộng k pi. Hiểu tắt một bước luôn, không thèm ghi bước trên nữa, các em tự đi mà ghi. Thầy không ghi. 2x khác. Bây giờ các em chỉ việc lấy 1/2 đúng không? Các em cứ lấy máy tính bấm bình thường. 1/2 các em trừ bỏ 1/3. Ổn. 1/6 tức là pi trên 6 cộng k pi. Chia 2 xuống thì nhét thêm cái con 2 vào mẫu ấy. Như vậy là có pi trên 12 cộng k pi trên 2. Thầy dặn dò các cái chỗ nào các em cũng đều lắng nghe, chịu khó một tí nhé. Vì mỗi một chỗ của thầy đều học được thêm kinh nghiệm. Biết đâu có nhiều các cái chỗ hiểu hơn hoặc là đơn giản hơn, không bị nhầm. Tại vì các thầy cô là người đi trước rồi, luôn luôn sẽ có các cái chỗ nào đó, kể cả từ nhỏ nhất cho đến lớn nhất. Nhưng mà luôn luôn có những cái chỗ mà kinh nghiệm nhỏ nhất đến lớn nhất. Chứ bây giờ nhiều bạn đi thi chia lắm khi nó lại còn cái gì mà nhân nghịch đảo, cái gì đấy, chỗ này nó còn bấm máy tính cơ, sợ lắm. Thầy bảo là chia ai thì nhét thêm người ấy vào mẫu mà nó không biết đâu mà làm thì thôi kệ nó đấy, còn gì nữa. Hiểu chưa? Đấy, đôi khi mình mỗi ngày giống như là con gà mổ thóc ấy, mỗi ngày mình mổ một tí về sau thì mình sẽ trở thành một con gà rất to, ví dụ như thế. Được chưa? Người ta gọi là tích lũy kiến thức, được chưa? Không chỉ các vấn đề về kiến thức mà các cái khác, cái gì cũng nên cố gắng để mà khiêm tốn học hỏi. Được chưa? Cho dù kể cả mai kia mình có giỏi chăng nữa, nhưng mà không có bố mẹ mà không có thầy cô ngay từ bây giờ thì làm gì có ai mà giỏi nghe được. Được chưa? Nên phải lắng nghe, nhất là những cái người mà đi đằng trước. Được chưa? Những người có kinh nghiệm đi đằng trước. Được chưa? Nói chung là dạy cho mà nghe rồi còn không, gọi là cá mà không ăn muối thì mai kia là cá chỉ có thối. Chuyện này phải nghe kỹ, nhớ chưa nào? Rồi, chia 2 xuống. Như thế là chúng ta thành công rồi nhá. Xem có gì thắc mắc không? Thối chả có gì thắc mắc cả. Chia 6 xuống cộng kb trên 2, pi trên 12 cộng kb trên 2. Viết đúng thế này còn cái gì nữa. Rồi, đố các em viết mấy cái chỗ này. Điều kiện của cái ông này là cốt của ông này nhá, khác không đấy. Nhớ đấy, thầy bỏ qua cái bước này rồi, thầy không ghi đâu. Đúng không? Đây nào, bắt đầu nhìn sang đây. Ôi dồi ôi, cả hai điều kiện liền, cả tan và cotan cùng xuất hiện trên cuộc đời này. Thế thì không sao. Tang thì là cốt khác không? Cô tang thì sin khác không? Ơ nhưng mà lúc nãy thầy, các em muốn nhớ xem ví dụ bài trước của thầy không? Thầy có dặn em đó là có dạy gì mà mình đi giải hai điều kiện này không nhỉ? Rõ ràng là sin và cốt cùng khác không, thì có nghĩa là sin cốt khác không. Mà sin cốt khác không thì mai kia em phải tự hiểu đây chính là, nhớ nha, bài trước thầy vừa dạy em xong em đừng quên, sin khác không cốt khác không có nghĩa là sin cốt đồng thời khác không. Thế các em nhân thêm 2 vào đây nữa hộ thầy đi, không sao cả đâu. Tự nhân 2 vào, nhiều bạn không biết giải thích tại sao cơ. Để cho nó thành sin 2x. Thế mấy các em chỉ cần đi giải cho thầy điều kiện này nhá. Bài trước thầy vừa dạy em xong. 2x khác k pi. X khác k pi trên 2. Làm như thế này thì chúng ta sẽ tránh được hai họ nghiệm. Thầy vừa dặn dò bài trước xong mà không nhớ là kệ đấy. Thế mấy kia lại bảo là tại sao lại thế. D bằng R gạch bỏ k pi trên 2 k thuộc z. Bài trước thầy vừa dặn dò thế nào phải nhớ. Chúng ta nên viết như thế này để còn có một họ nghiệm thôi. Sin cos cùng khác không thì sin x khác không có được không? Được chứ. Thế x khác k pi trên 2 có được không? Quá được. Thế là chúng ta xong bài tập số 4 rồi đấy. Được chưa? Tăng cô tăng chỉ thế thôi. Bây giờ làm bài tập số 5 nhỉ?
Nào. Bây giờ chúng ta làm hoàn toàn tương tự. Bây giờ thầy cho mấy cái bài này thì cũng để cho mình gọi là mình thể hiện đấy. Bây giờ mình nhìn tương tự nào, bắt đầu nhìn lên đây. Tìm tập xác định của các hàm này, bây giờ mình cũng chỉ thể hiện tương tự thôi. Điều kiện xác định. Bây giờ thể hiện tương tự thôi nhá. Cái này có mỗi cái gì nhỉ? Cốt của x trên 3 khác không cái gì? Đúng không? Làm đi làm lại, chịu khó mà làm nhiều vào. Ngày xưa thời mà thầy đi học ấy, thầy giáo thầy hướng dẫn có mỗi 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 một câu thôi đấy. Nhưng mà xong thì vừa vừa chép xong câu ý vào, ngày xưa thầy phải làm nhanh lắm ấy, phải chép nhanh. Tại vì đi học thêm ngày xưa vừa đông lại vừa mệt mà lại phải cố gắng ngồi bàn đầu, rồi bụi phấn nó cứ bay lả tả nó tát hết vào mặt đấy. Em có tưởng là sung sướng đâu. Ngày xưa ấy, vừa đông vừa khổ vất vả. Nắng thì mình đang tưởng tượng cái khoảng thời gian từ cái khoảng tháng 5, tháng 6 này. Hồi ấy chưa vào năm học nhưng mình đã đi học thêm sớm trước rồi, mình biết là lớp 11 nó khó mà. Mình chỉ cần sợ đi học sau một cái thôi là lúc ấy các thầy cô không mở lớp mới nữa, thế là mình sợ mình học một mình mà khó thế này thì ôi thì hiểu làm sao được. Thế nên là cũng phải cố gắng chăm chỉ đi ngay từ cả tháng 5, tháng 6 đã đi học thêm ngay rồi. Ấy thế mà đông ở mấy trăm người mà chen vào cái thời cách đây của thầy khoảng chục năm về trước rồi. Thực ra thì hồi chục năm về trước thì mọi thứ nó cũng chưa phải là thay đổi quá nhiều, nhưng mà hồi ý nó dĩ nhiên nó phải vất vả hơn một tí. Chứ thực ra mình là cũng được sinh ra trong cái thời sướng hơn từ hồi trước nữa rồi, cái thời bố mẹ của mình mới vất vả chứ, cái thời của thầy thực ra sướng hơn chán rồi. Có điều là cái lúc mà vẫn đi học ấy vẫn cảm thấy vất vả lắm. Ôi trời ơi, không có điều hòa đâu. Bây giờ ngồi điều hòa mắt rưỡi này, ngồi nghe bài của thầy sướng thế này, không có điều hòa đâu. Đi học đông mấy trăm người chen nhau nóng chảy mỡ mà không đi học không được ấy. Vì ngày xưa các bạn đều chăm chỉ đi học lắm, cái thời của thầy đi học chăm lắm. Bây giờ các em có lười quá thì có. Bây giờ các em học yếu là do các em quá lười. Lười quá thể. Thế bây giờ thì nó mới thành thế. Chứ ngày xưa nắng nóng đến mấy phải chịu khó đi, không dám nghỉ một buổi nào cả. Được chưa? Chăm lắm, nghỉ buổi nào tiếp buổi đấy mà. Được chưa? Thế này chỉ cần nghỉ, ví dụ một bài của thầy như thế này, em nghỉ một phát hôm sau là em cứ như người tối cổ, người nguyên thủy ngay. Em vào các cái bài lớp 10 không sao, em bài lớp 11 nhé, bài của những bài của thầy hết sức quan trọng như thế này, phân dạng cẩn thận chi tiết là rồi em nghỉ một phát bài của thầy không xong đi học à, cứ như là ngơ ngơ như là cái đứa thần kinh ngay, chả hiểu gì ngay. Thế thì về sau nó làm cho mình chán nản, học chậm học muộn mà mình lại còn tiếp thu yếu nữa, vào sau cái đảm bảo chả hiểu gì ngay, được chưa? Thế là chết rồi, từ đó trở đi sinh ra chán nản các thứ, điểm kém và về cuối cùng là nghĩ rằng là thôi chắc cái này mình không thi được đại học rồi đấy. Từ những nguyên nhân đơn giản nhỏ nhặt nhất mà nó làm hạn chế tất cả các cái mong muốn ước mơ của mình về sau. Em có biết đấy, cái giá của cái sự cố gắng lúc ấy là nó chăm chỉ nó có lợi như thế nào chưa? Chứ không phải là bắt đi học đâu, không học không được ấy. Không cứ tưởng đâu, được chưa? Đến bây giờ nhá, ngồi điều hòa mát mẻ, có thầy dạy đàng hoàng rõ ràng cái này rồi. Cái này ấy, thôi. Cái này mà còn cái này đấy, mình cứ chuẩn bị nói câu gì đèn nhấp nháy nhỉ. Cái lúc mà quan trọng ấy, mà thầy dặn dò cái này phải học sớm, mà không học được cẩn thận mai kia mà học mà hành mà không ra gì đến đấy nữa thì là lỗi tại mình, nhớ đấy nhá, lỗi tại mình chứ còn gì nữa. Mình không biết đường mà chớp lấy cơ hội mà học từ sớm, chưa, mình không biết khởi động từ sớm. Người ta đi trước mình, người ta khởi động sớm thì người ta phải có kết quả tốt hơn là điều hiển nhiên rồi. Được chưa? Được chưa? Thực ra ấy thì những bạn nào mà chăm học ấy thì thường kết quả cao, thường là giỏi, thường chứ không phải tất cả giỏi. Nói chung ấy, chăm học, chịu khó, cố gắng một tí, khiêm tốn lắng nghe học hỏi, chăm chỉ, cần cù bù thông minh thì chăm chỉ thì thường là giỏi. Nhưng không phải ai giỏi là nó cũng chăm đâu. Nhiều đứa nó cũng một phần là do nó thông minh nhưng mà cái số này ít lắm. Ai dám nói thông minh từ những cái chỗ mà chưa học bao giờ. Không phải ai đẻ ra thông minh đâu, ít lắm. Trừ những cái bạn nào chuyên chuyên một tí thì bạn có nền tảng tốt. Còn hầu như, ôi giời, thầy đố, thầy thách luôn. Toàn bộ chương trình 11, 12 này, em đừng có học vội học vàng. Em càng học vội nó tuột hết đi đâu ấy, vào tay nọ ra tay kia. Lắng nghe từ 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 từng tí một, làm đến đâu chắc đến đấy, phân dạng từng bài học đến đâu vào đến đấy như thầy như thế này, đảm bảo là tốt ngay. Chứ cứ học vội học vàng, thầy ơi khi nào học xong hẳn chương trình, khi nào thì mình học xong nhanh sớm để mình ôn này nọ, học xong nhanh ôn xong sớm xong cuối cùng là để quay lại hỏi lại chả biết cái gì cả, thì lên trên ý thì học tiếp sớm để làm cái gì, được chưa? Ngay những cái vấn đề lớp 11 nó đang khó như thế này thì phải học từ 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 nó mới tiếp thu, đến khi mới khi vập lại với những cái chỗ này hỏi tại sao lại thế em không biết, được chưa? Ngày xem cứ học vội học vàng, chắc em chỉ học mấy cái bài dễ qua loa một tí, để em cứ học vội sớm quá để làm cái gì, được chưa? Sau cuối cùng là không chắc kiến thức,
thì là chết hơn. Cái năm lớp 11 đây này nó quan trọng lắm, nhưng ai bắt các em phải học xong sớm quá đâu, được chưa? Khởi động sớm là tốt rồi, nhưng mà cứ học nó cứ vào từ từ đều đều, cứ như là mưa dầm thấm lâu ấy, hiểu không nào? Đó, chứ bây giờ là ao một phát vào rồi thì nghẹn, 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 chết luôn, chết luôn. Thầy ngày xưa thầy cũng phải đi học, nhưng mà học cũng tuần vài buổi thôi, xong rồi cũng phải có lúc nghỉ ngơi, giải trí, nhưng mà thầy chăm xem lại bài của các thầy cô lắm, được chưa? Chả phải chăm xem lại, tập tự làm lại, được chưa? Để hiểu tại sao lại như thế, mình làm ra cách này, thầy cô ra cách kia, liệu mình cách của mình có đúng không, để đi hỏi, đi tham khảo, biết đâu mấy kia mình lại nghĩ ra thêm nhiều cách mới nữa thì sao? Hoặc là cách của mình còn đang sai, còn đang thiếu chỗ nào, thầy cô đã chú ý cho mình cái gì? Đấy, đấy mới là cách học, chứ không phải là, mà cũng đừng có thuộc quá nhé. Về nhà thầy luôn động viên là các em cố gắng sáng tạo thêm nhiều các cách khác nữa. Ví dụ các bài này không sao, về sau các bài toán khác ý, nó có thêm nhiều các cách khác nữa, nhiều cách biến đổi khác nữa, em tập thử tự suy nghĩ đi. Như thế em sẽ nhớ rất lâu. Ra lớp chăm lên bảng, chịu khó lên bảng và làm vào. Hôm trước vừa xem bài của thầy xong, hôm sau 10 nghe mà dù ui học nèm, không 10 tội vái ngả nón, hiểu chưa? Hôm sau lên bảng tập, chịu khó quen lên bảng làm cái cái, chăm chỉ chịu khó một tí nữa, nó 11 đừng có ngại nhá. Bệnh sĩ là chết trước bệnh tim đấy, bảo trước, được chưa? Nên nói chung ý, đi học nó không phải ngại với sợ cái gì cả. Yếu thì mới cần phải cố gắng, phải phấn đấu. Chứ lại ngại mới sợ sĩ diện thì còn đi học là cái gì, cho nó tốn cơm, tốn gạo của mẹ ra. Được chưa? Đã đi học, đã đầu tư là phải cố gắng phấn đấu để cho nó được hiệu quả cao nhất. Nhớ đấy, đi ra lớp không được ngại, được sợ cái gì cả. Ai chả có ai, yếu dốt thì yếu thì cũng chỉ yếu một thời gian, ai dốt suốt đời đâu phải sợ, đúng chưa? Thà một lần hỏi mà bị chê là dốt còn hơn là bị dốt suốt đời. Hiểu chưa? Đấy, chả có gì phải sợ cả. Chứ hơi một tí là nản là sợ. Thì thôi, mày kia đừng có thi nữa, thì ngồi nhà, thì mai bỏ học đi, được. Ông chết tự nhiên khuyên bảo học sinh bỏ học. Thì mai nghỉ học đi, được, cho nó đỡ tốn tiền, được chưa? Mai cho nó đỡ tốn thời gian, đỡ tốn công sức. Đi làm cái gì thì làm, rồi mai xong sẽ thấy bất cứ cái gì khác đều mệt mỏi vất vả lắm. Học nó còn sướng chán rồi, đúng không? À, rồi. Bây giờ tập tự làm cho thầy bài 5 xem nào, được chưa? Làm bài 5. Bây giờ chỉ có luyện tập tương tự thôi. Đấy, ngày xưa nhé, thầy, các thầy cô của thầy chỉ làm đơn giản ngắn gọn lắm đấy. Bây giờ thầy đặt thầy là vào vị trí của các em, thầy luôn luôn nghĩ đến những cái bài làm sao cho nó được đầy đủ chi tiết, mà nó lại đơn giản dễ hiểu nhất, mà lại hiệu quả điểm cao nhất ý. Được chưa? Đấy, tại vì thầy đặt thầy là các em, thầy gần với các em. Chứ bây giờ nhiều thầy cô người ta cũng không thể nào để có thời gian để mà kỹ càng cẩn thận cho mình từng ly từng tí một đâu. Hơi khó, không phải dễ đâu, được chưa? Đó, thế nên là mình đã có cơ hội mà mình học, đặc biệt là mình biết bài của thầy thì mình phải cố gắng và phấn đấu đấy, được chưa? À, cái chỗ này thì làm tương tự như bài kia thì mình sẽ có đó là x trên 3 khác pi trên 2 cộng k pi. Ơ thì bây giờ mình nhân 3 lên đúng không? Người ta chia 3 thì mình phải nhân chéo 3 lên. Thì nhân 3 lên thì chúng ta sẽ được 3 pi trên 2. Bài này chúng ta không chia như bài trước nữa, bây giờ ta lại nhân 3 lên. Thì x khác 3 pi trên 2 cộng k 3 pi là chuyện bình thường. Các em ghi k thuộc z ngay từ đây càng tốt này, các em ghi k thuộc z càng từ trên càng tốt nhé. D bằng R gạch bỏ 3 pi trên 2 cộng k 3 pi. Ôi có nhiều thứ, nhiều bạn cứ mỗi một lần ấy có nhiều bạn ấy viết ra, bạn ấy thấy những cái gì mới xuất hiện ấy, hoặc là thấy những cái gì mà nó bất thường lạ lạ mọi khi chưa gặp bao giờ ấy, thì luôn luôn học sinh của các em là hay có tâm lý sợ chết và thầy ơi viết thế này có được không, thầy ơi viết thế này có sai không, thầy ơi liệu có khi nào thế này không. Mình phải tự tin, tự người ta gọi là gì, phải tự tay viết thì về sau nó mới quen được, chứ ai bây giờ đi để mà cầm tay để mà ngồi chỉ lớp 1 hay là phải nhét chữ vào đầu thì mới nhớ ấy. Được chưa? Tập tự quen viết, sai thì sửa không sao cả, được chưa? Sai ra lớp học nhóm hỏi thầy cô bạn bè, sai thì sửa. Ai mà người ta chê dốt thì mắng lại vào mặt người ta, nhưng mà dốt thì mới phải hỏi chứ, được chưa? Được chưa? Nhưng mà nếu như hỏi nhiều lần quá cùng một cái ý mà không tiến bộ được thì đúng là mình dốt thật đấy, cẩn thận đấy nhá, được chưa? Nên mình cũng phải làm thế nào thì mình làm, nhớ đấy, được chưa? Thế thì mình cứ tự tin mình viết đi, sai thì mình sửa, chả có gì phải sợ cả, phải tập làm đi, không có ai vấp ngã thì làm sao mai kia thành công, được chưa? Đẻ ra làm sao có phải ai thiên tài giỏi ngay được đâu. Thầy ngày xưa còn chả thiên tài được đến đấy đâu rồi. Thầy ngày xưa chỉ nhờ mà chăm chỉ, cố gắng lắng nghe, chịu khó học hỏi là chính đấy, được chưa? Chuẩn bài rồi, bây giờ ta làm câu B xem đúng không nào. Cotang 3x nào, được chưa? Điều kiện xác định cos trên sin thì phải nhỉ, sin khác không? Ô ngày xưa thầy cũng còn bị
lên xuống chán đấy, cứ tưởng đâu 3x khác KPI. Ngày xưa đâu có phải là đẻ ra là giỏi đâu, chả có ai đẻ ra giỏi cả. Ngày xưa mình chả giỏi. X khác KPI trên 3. Chịu khó phấn đấu thì không bao giờ là muộn, chịu khó tí. Bây giờ mới có năm lớp 11. K thuộc Z. D bằng R gạch bỏ KPI trên 3. K thuộc Z. Hết tuồng, xong. Chịu khó cẩn thận một tí. Rồi. Ui giời, xong. Hết chưa nhỉ? C. Ui giời, cái câu C để ý nhá. Cái gì mà mẫu lại xin bình chứ cốt bình? Nhiều bạn sẽ đi giải, thưa thầy cái chỗ này em sợ hơi khó giải, em bây giờ em giải, em thấy cái này giống hằng thức nhỉ? Sin trừ cos sin cộng cos đúng không? Nhưng mà bây giờ liệu đã biết giải sin trừ cos bằng 0, sin cộng cos bằng 0 không? Chưa. Các em muốn giải được những cái này, các em phải nhớ xem bài số 2, bài số 3 nhé. Phương trình lượng giác cơ bản và phương trình lượng giác thường gặp thì về sau em quay ngược trở lại em mới làm cái này được. Ở đây thầy giới thiệu trước cho em. Nhưng mà bài này thầy sẽ dạy cho em cái cách quy đổi điều kiện từ cái này, từ hai hàm chuyển sang có một hàm thôi. Với điều kiện em phải nhớ công thức lượng giác. Ngày xưa em còn nhớ công thức lượng giác, em có thấy có cái gì liên quan đến bình không? Nhắc đến bình ấy, nó chỉ có hai thứ thôi. Sin bình cộng cos bình bằng 1. Nhưng mà ở đây thì nó lại không có sin bình cộng cos bình, mà nó nói sin bình trừ cos bình cơ. Thế mình phải nhớ ngày xưa có một công thức rất là hay, đó là công thức cos 2x, cos 2a, ta ghi. Ngày xưa có công thức cos 2 alpha bằng cos bình trừ sin bình, em còn nhớ công thức nó lẫn lộn chưa? Sin bình cộng cos bình thì bằng 1, nhưng mà cos bình trừ sin bình nó ra cos 2 alpha, lại là công thức nhân đôi. Về nhà xem lại vở lượng giác lớp 10 nhé. Mà chỗ này người ta lại cho mình sin bình trừ cos bình, như vậy có nghĩa là ngược của anh chàng này rồi, chính là trừ cos 2a. Được kì. Điều kiện xác định sin bình trừ cos bình, làm như thế này thì chúng ta đổi về một hàm thôi, chúng ta chỉ cần giải một điều kiện thôi. Được kì. Sin bình trừ cos bình chính là trừ cos 2a khác không? Trừ bỏ đi, chỉ cần cos 2a khác không thôi. Đổi dấu mà. Cái này khác không thì 2x sẽ phải khác pi trên 2 cộng k pi. Chuẩn bài. Các em chia 2 xuống, các em sẽ có nghe x khác pi trên 4 cộng k pi trên 2. K thuộc Z. Đấy. Vậy tập xác định của bài này chúng ta sẽ ghi là gì? Chúng ta sẽ ghi là D bằng R gạch bỏ pi trên 4 cộng K pi trên 2 K thuộc Z, xong nhá. Nếu như mà các em ấy mà giải điều kiện là sin trừ cos nhân sin cộng cos thì cũng được đấy. Có những bạn sẽ đi giải các cái trường hợp khác thì nó sẽ trở thành đều giải hơn thôi. Nhiều bạn đi biến đổi kiểu khác cũng vẫn được này, thầy không bảo gì này. Nhiều bạn đi giải nó là sin trừ cos sin cộng cos thì có nghĩa là sin bằng cos sin bằng trừ cos. Nhưng mà thầy muốn giải được các cái này, em ghi hẹn gặp bài sau. Các cái phương trình lượng giác như thế này thì bài sau sẽ gặp. Còn bây giờ cố gắng giải về các cái thầy, ý đồ của thầy đưa những cái này để nhằm mục đích là chỉ cần đưa về một hàm sin cos nào đó khác không thôi để em giải cơ bản. Em phải nghĩ được hướng này này. Em nghĩ hướng này thì mời em xem bài sau nhé. Bài sau thì người ta mới học giải những cái này sau. Giải những cái phương trình của trừ sin cos thế này như thế nào tính sau. Được chưa? Hoặc là nhiều bạn có thể biến đổi là sin bình bằng 1 trừ cos bình. Thưa thầy, sin bình là 1 trừ cos bình. 1 trừ cos bình, 1 trừ cos bình nữa thì có phải là 1 trừ 2 cos bình không thầy? Cũng đúng đấy, chứ không phải là không đâu, nó có nhiều hướng mà. Thế em đi giải cos bình khác 1/2 có được không thầy? Cũng đúng đấy. Thế cũng không bảo sai. Thì bây giờ đến đây, cos bình em dùng công thức hạ bậc có được không thầy? Cũng đúng đấy, không phải là sai đâu. Cos bình thì sẽ bằng 1 cộng cos 2x chia đôi mà. Cos bình thì lại bằng 1 cộng cos 2x chia đôi. Nếu em cho nó bằng khác với 1/2, 2/2 là mất, 1/1 là mất. Các em cũng sẽ thu về cos 2x khác không mà thôi. Các công thức chỉ là sự biến đổi biến hóa lẫn của nhau mà thôi. Em đi hướng nào nó đúng. Nếu em đi theo hướng hạ bậc cos bình thì nó cũng sẽ sinh ra cho em là cos 2x khác không. Nhưng mà chúng ta biến đổi này ra xong lâu rồi. Được chưa? Nhiều bạn đi giải cos bình em giải cos bình khác cộng trừ căn 2 trên 2 có được không? Cũng được, nhưng mà bị dính hai họ nghiệm rồi, tôi chết rồi. Mà thầy lại giải ra có một họ thôi. Thế làm xong lại phải kết hợp vẽ đường tròn ra, ối để mắc mệt. Việc chọn công thức cũng sẽ dẫn đến làm cho cái điều kiện nó cũng sẽ khác nhau. Mà cũng sẽ làm cho cái cách giải của em cũng sẽ ra giải ngắn khác nhau. Phải nghĩ như thế nào giống, cố gắng nghĩ giống thầy cho đơn giản. Nhớ chưa? Như vậy là chúng ta
cái việc mà đi giải cos x khác cộng trừ căn 2 trên 2 bài sau học nhé. Được chưa? Những cái bài mà khác không như thế tính sau, bài sau học. Còn bây giờ tạm thời nghĩ được theo giống thầy đi đã, thế là ổn rồi. Câu D. À ok. Có nhiều trường phái sinh ra lắm đấy, chứ thầy không bảo là có một cách giải này đâu, nhưng các cách giải khác đều dài hơn và lằng nhằng hơn, phải nhớ. Cos 3x trừ cos x, ủa cái này mới sợ này. Điều kiện xác định cos 3x trừ cos x khác không. Cái này mà chuyển vế sang ấy thì có hai cách giải. Cách giải thứ nhất là cos 3x khác cos x. Nếu mà các em học bài này mà muốn giải cẩn thận hơn thì đáng nhẽ các em sẽ phải xem lại cho thầy cái bài số 2 nhé, là phương trình lượng giác cơ bản thì mới làm được cái này. Thì lúc ấy các em sẽ giải được như sau, đó là 3x, thầy nhắc lại là lúc này là ngoặc nè nhá, tại vì khi giải dấu khác ấy, khi giải dấu khác thì 3x khác x và 3x khác trừ x cộng KIP. Cái này các em xem bài này sẽ có ở trong cái phần phương trình lượng giác cơ bản, đây là thầy hướng dẫn trước cho em thôi. Đối với phương trình cos thì cos u khác cos v thì u khác v và u khác trừ v. Cos có hai nghiệm là cos đối mà. Như vậy là 2x 3x trừ x là 2x khác K2P và 4x khác K2P. Các em thu được ngay đó là x vừa phải khác KP và x vừa phải khác KP trên 2. Chỗ này nghe thầy gợi ý một tí này. K thuộc Z nhé. X khác KP khác KP trên 2 thì các em chọn cho thầy x khác kia KP trên 2. Thế là nó là con của hai cái này. Em nhìn này, KP nhé, đây KP trên 2 thì P trên 2 là con của ông này, nó tổng quát hơn. Thì cho chọn cho thầy x khác, bài này là x khác KP trên 2 là chuẩn nhất trong bài này, K thuộc Z. Khi mà có các cái chu kỳ nghiệm, cái chỗ này là lớn và nhỏ thì em chọn cho thầy cái nhỏ nhé, vì cái nhỏ là cái chung mà. Học rồi. Khi kết hợp phần chung giữa mẹ và con thì phần chung chính là con. Như vậy em chọn cho thầy cái chu kỳ nào nó nhỏ hơn nhé. Chu kỳ này là pi trên 2, em chọn cho thầy cái nhỏ hơn. Được chưa? Còn ngoài ra thì đây chỉ là một cách giải thôi. Muốn có cách giải này thì các em xem bài phương trình lượng giác cơ bản. Em sẽ học được các phương trình dạng cos u bằng cos v, sin u bằng sin v thì tính sau. Còn bài này chúng ta còn một cách giải khác nữa. Các em ghi cách giải khác này. Vận dụng công thức lớp 10. Trước khi học giải phương trình lượng giác, ta có thể vận dụng công thức lớp 10. Đó là công thức cos trừ cos. Công thức lớp 11 dạy cho chúng ta đó là cos u bằng cos v. Còn công thức lớp 10 dạy cho chúng ta đó là tổng thành tích, đúng không? Cos trừ cos bằng trừ 2 sin sin, các em đừng quên. Rốt cộng rốt là hai đứa rốt, rốt trừ rốt là trừ 2 sin sin. Cái này khác không? Giải cái này cũng được này. Nửa tổng viết trước, nửa hiệu viết sau. 3 cộng 1 là 4, 4 chia đôi bằng 2. 3 trừ 1 còn 2, 2 chia đôi bằng 1. Đấy. Từ đây mới dẫn đến đó là trừ 2 sin 2x nhân sin x khác không. Sin 2x phân tích ra thành 2 sin cos trở thành trừ 4 lần. Trừ 4 lần sin x cos x khác không. Một cái sin nữa thành sin bình. Mà các em biết rồi, sin khác không, cos khác không, sin bình khác không thì chỉ cần sin khác không thôi. Thôi thực ra chả cần đâu. Các em nên nhớ một điều, trong sin x nó có sin x rồi, nên chung quy lại là các em chỉ cần đi giải sin 2x khác không thôi là đủ. Chả cần giải nhiều. Nghe 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 kỹ nhá. Trong cái sin 2x là nó đã có cái nhân tử là cái ông này, nó đã bao hàm cái ông sin x trong này rồi. Như vậy khi các em giải sin 2x khác không là sin đã khác không, cos khác không rồi, các em có thể bỏ qua cái sin này được. Thế thì bản chất có phải vẫn là x khác kp, 2x khác kp thì x khác kp trên 2 không? Đây, học như thế này mới gọi là học này. Như vậy, em có khi có thể vận dụng kiến thức lớp 10 thì cũng vẫn ra x khác kp trên 2, đúng không? Còn nếu mà giải sắp tới về sau, thầy sẽ dạy em cái giải phương trình lượng giác của lớp 11. Cái cách này học sau nhá. Cái này là của lớp 11, chúng ta tìm ra xem ở trong bài 2. Phương trình lượng giác cơ bản sẽ có cái này. Có cái này là sử dụng tổng thành tích. Cos trừ cos là trừ 2 sin sin, nửa tổng viết trước, nửa hiệu viết sau. Nếu ông này bao hàm ông này rồi thì giải ông này thôi. Thế là xong rồi đấy, rất đơn giản, đúng không? Như vậy D bằng R gạch bỏ KP trên 2. Nói ngắn gọn thì đi thi cũng chỉ toàn là KP trên 2 thôi, chả có ai nữa. Đấy, thầy giải thích cho ví dụ này chắc là hiểu rồi nhá. Cái cách giải theo lớp 11 thì tí nữa bài sau học
Chưa, đây là một bài sau. Còn bài này em có thể vận dụng cho thầy một số công thức lượng giác lớp 10 em đã học ở đây. Xong. Như thế là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 5. Các em cùng chuyển tiếp đến bài tập số 6. Bài số 6 là bài có thể ít gặp hơn trong quá trình các em học, nhưng cũng long trọng và không kém phần nguy hiểm, đó là những hàm chứa căn. Tìm tập xác định có các hàm số sau. Đối với các hàm chứa căn như thế này thì thầy chính có một cái dặn dò cho các em, đó là biểu thức bên trong căn bậc chẵn ấy là phải lớn hơn hoặc bằng 0. Nhưng thầy có dạy em rất rõ trong phần phương pháp, đó là thường đi thi các em chưa học giải bất phương trình chứa lượng giác, bất phương trình lượng giác không học. Thế nên là thường các bất phương trình này thường là nghiệm đúng, tức là thường là hoặc là luôn đúng với mỗi x thuộc R, hoặc là chỉ cần đi giải mẫu khác không thôi. Nếu như bài nào có mẫu, thí dụ như bài này. Như vậy có một dấu hiệu đặt ra, các bài mà có chứa căn đứng một mình như thế này thì thường luôn đúng, các em không cần giải đâu. Có các bài có chứa căn còn có mẫu thì thường là tử dương hết rồi, các em có khi em chỉ cần đi giải mẫu khác không thôi là đủ. Đấy là một cái mẹo nữa nhận ra mà mấy kia em đừng có quên nhé. Bây giờ thầy đánh giá cho em tại sao người ta lại biết được những biểu thức này là thường là luôn dương hoặc là không âm rồi. Ta nghe kỹ đây. Điều kiện xác định của những bài toán này đó là 3 trừ đi sin x là phải lớn hơn bằng 0. Được chưa? Mà mặt khác ta lại có, do ta có, ta biết thừa là sin x, đúng không? Thì luôn luôn là trừ 1 đến 1. Các em có công nhận với thầy điều này không? Sin x thì có giá trị luôn trừ 1 đến 1 đúng với mỗi x. Bây giờ các em tìm mọi cách biến đổi làm sao cho nó về giống cái điều kiện này được. Thế các em có thể nhân trừ vào, thì sẽ có 1 lớn hơn trừ sin x lớn hơn bằng trừ 1 với mỗi x, đúng không? Trừ sin x mà, nhân vào đây này, như vậy nó đổi dấu đi. Sau đó em cộng thêm cái con 3 này vào. Có phải là cộng thêm số 3 vào không? Thế thì cộng thêm 3 vào đây thì 3 là 1 là 4 rồi. 4 lớn bằng bằng 3 trừ sin x. Thầy đang sử dụng phương pháp gì? Phương pháp đánh giá hay vế đấy, đánh giá hay vế. Đúng không? Để cho nó dễ hiểu. Thế thì 3 trừ đi 1 thì nó còn là 2 đúng không? Với mỗi x. Thế nhìn vào đây em có nhận xét gì? Em có nhận xét là rõ ràng là cái 3 trừ sin x này là nằm trong đoạn có giá trị là từ 2 đến 4. Kiểu gì nó cũng dương với mỗi x rồi. Như vậy, rõ ràng nếu ta đặt cái biểu thức giải cần 1 này là biểu thức 1, thì rõ ràng biểu thức 1 này là luôn đúng với mọi x. D bằng R không cần giải. Đây là giải thích đấy. Thầy xin nhắc lại, dựa vào phương pháp đánh giá sin cos, nó hay có cái này lắm, em chỉ cần dựa vào cái này cho thầy là xong. Người ta đánh giá được những biểu thức này là dương. Đấy ấy, nhìn được đánh giá rất là chuẩn chặt chẽ nhé. Thêm 3 vào, cộng thêm 3 vào thì 3 trừ 1 còn 2 này, 3 cộng 1 là 4. Biểu thức này từ 2 đến 4 thì bao giờ nó trở dương, chứng tỏ cái 1 này này là luôn đúng với mọi x. Đâu? Tại vì 3 trừ sin x ta còn đánh giá được lớn cả bằng 2. Lớn bằng 2 kiểu gì chả lớn bằng 0. Đúng không nhỉ? Thế thì cái này luôn đúng là đúng rồi. Đấy, đôi khi người ta lừa cho vui. Được chưa? À, rồi tiếp cái tương tự thử làm câu C luôn xem nào. Đây câu C đây này. Câu C luôn. Để làm tương tự nhá. Em có thể coi như đây là câu B được. Cos x cộng 1. Các em biết thừa là điều kiện của xác định của bài toán này đó là cos x. Cos của x nhá, chứ không phải là cos của x cộng 1 đâu. Cẩn thận nhiều bạn, cos x cộng 1 lớn bằng 0. Ta gọi điều kiện này là điều kiện 1 đi. Cứ gọi 1 đi. Và chúng ta lại luôn có, ta luôn có một cái điều đó là cos x. Em có công nhận với thầy một điều là cos x thì phải luôn luôn trừ 1 đến 1 không? Thôi bài này em chỉ cần ghi cho thầy cos x là luôn luôn lớn hơn trừ 1 là chuẩn với mọi x. Cos x luôn luôn thua 1 và lớn trừ 1 mà, lớn bằng trừ 1. Ta luôn có cái này ấy. Thế bây giờ các em chuyển vế sang thôi, về đấy nó lừa các em thôi. Cos x cộng 1, trời ơi, lớn bằng 0 với mọi x. Úi giời ơi. Được chưa? Vậy chứng tỏ này là 1 luôn đúng còn gì nữa. Úi giời ơi. Chứng tỏ là 1 này luôn đúng với mọi x. Hai tập xác định D bằng R. Hết tuồng, chả có gì cả đâu. Nhưng bài này thực ra là để các em nhớ lại tính chất của sin cos thôi. Đôi khi các em có thể đánh giá cả hai đầu. Đôi khi các em chỉ cần đánh giá cho thầy một đầu thôi, đó là lớn hơn hoặc bằng trừ 1 và nhỏ hơn hoặc bằng 1. Nào, B. Cái gì đây? Ai dùng được cái căn, sợ chưa?
Điều kiện xác định khiến cho bài toán này trở nên nguy hiểm đó là 1 cộng cos x chia cho 1 trừ cos x là phải lớn bằng 0. Mà chúng ta lại có, ta có một điều là ta đánh giá được như sau. Đây gọi là điều kiện 1. Thế thì bất phương trình này đừng có đi giải nhé, chuẩn bị lại đi giải 1 lớn cos x nó không phải đâu, chúng ta không học, không hề học giải bất phương trình lượng giác nhé. Nhiều bạn đi thi lại đổi bảo là thầy ơi em đổi hết dấu bằng thành dấu lớn. Không được, ai chơi trò ý, thầy đã dặn là không bất phương trình không chơi đổi từ bằng thành lớn mà, không không có kiểu ý được. Nhiều bạn đi giải buồn cười và sư. Thế chúng ta có 1 cộng cos x thì thế nào nhỉ? Ta biết là gì ấy nhỉ? Cos x trừ 1 thì bé hơn hoặc bằng cos x, bé hơn bằng 1. Nên với mọi x nên các em luôn suy ra hai điều sau. Điều thứ nhất đó là cos x ở đây. Cos x mà bây giờ mà cộng 1 sang đây thì luôn luôn lớn bằng 0 đúng không? Mặt khác cos x bé hơn 1 thì 1 trừ đi cos x kiểu gì lớn bằng 0. Chuẩn bài nhá. Cos x này cộng 1 này thì lớn bằng 0 mà cos x mà 1 trừ cos x thì lớn bằng 0 nữa. Như vậy rõ ràng cả hai cái này nó cùng lớn bằng 0. Thế thì chắc chắn là cái 1 này này là nó luôn lớn bằng 0 rồi. Nó chỉ cần xảy ra cái này chỉ cần giải điều kiện đó là mẫu khác 0 thôi là đủ. Có hiểu được không nhỉ? Thầy nhắc lại, đánh giá được tử lớn bằng 0, mẫu lớn bằng 0 nên phân thức lớn bằng 0 thì chắc chắn rồi. Chúng ta chỉ cần làm thế nào cho mẫu khác 0 thôi. Được chưa? Nên từ 1 đây này ta suy ra thì 1 tương đương với ta chỉ cần giải đó là cos x khác 1 thôi, từ mẫu khác 0 đấy. Hiểu chưa? Từ đấy dẫn đến mà x khác cái gì đấy? X khác k2pi nhá. Cái này công thức có rồi, các em xem lại vở. Shift cos của 1, bấm shift cos 1 thì x bằng 0, 0 cộng k2pi nhá. K thuộc z. Rồi, ta xác định ghi d bằng r gạch bỏ k2pi. K thuộc z. Trong cái trường hợp này thì lại là k2pi nhá, không phải là kpi đâu. Các trường hợp còn lại là cộng trừ 1 đấy, các em xem lại vở thì nó là k2pi. Cái chỗ này có biết giải thích được không? Được chưa? Có biết giải thích không? Và câu này tương tự này, câu này có một điều rất kỳ diệu xảy ra. Chúng ta sẽ đánh giá được là do sin x thì trừ 1 đến 1 với mọi x nhân 3 vào trừ 3 đến 3 sin x đến 3. Thích thì ghi với mọi x vào. Suy ra trừ 7. Ô, trừ 3 trừ 7 thì trừ 10 à? 3 sin x trừ 7 bé hơn bằng 3 trừ 7 âm 4 à? Với mọi x. Ở đây luôn âm à? Cái thứ nhất xong rồi nhá. Như vậy là chắc chắn là, như vậy ta suy ra một điều là chắc chắn là 3 sin x trừ 7 là chắc chắn là âm với mọi x rồi. Từ đây rút ra kinh nghiệm cái này. Tại vì cái bọn này nó lại thuộc từ tận trừ 10 đến trừ 4 thì đến từ âm. Đánh giá tương tự ta có do trừ 1 bé hơn bằng cos x bé bằng 1 với mọi x thêm 2 vào trừ 2 đến 2 cos x đến 2 với mọi x thêm trừ 5 vào, ô trừ 2 trừ 5 là trừ 7. 2 cos x trừ 5 bé hơn hoặc bằng 2 trừ 5, ôi âm 3 à, với mọi x à, thế lại âm à, thì ta ghi mượn bên này một tí. Thì hóa ra là suy ra 2 cos x trừ 5 cũng bị âm với mọi x. Các em nghe cho kỹ. Như vậy từ dữ kiện số 1 và dữ kiện số 2 này người ta suy ra điều gì? Người ta đánh giá được tử bài này là bé hơn không hẳn đấy. Tại vì từ trừ 4 đến trừ 10 là trừ 10 đến trừ 4 là bé hơn không hẳn. Ông này ta đánh giá được là trừ 7 đến trừ 3. Sợ chưa? Cũng âm. Ôi thì nhưng mà thế thì lại cả cái phân thức này chia cho nhau nó lại dương. Suy ra một điều rất hay ho đó là 3 sin x trừ 7 chia cho 2 cos x trừ 5. Nó lại dương vui vui như lại dương với mọi x. Vậy bài này là D bằng R, các em cẩn thận, bài này vui nhỉ. Vậy vui như Tết, sợ thật. Đấy, bài này tôi lại kỳ diệu hơn bài trên. Bình thường các bài trên thì nếu mà chúng ta đánh giá được vừa đủ lớn bằng 0 thì chỉ cần mẫu khác 0 thôi là đủ. Này, mẫu khác 0.
Nhưng có một số bài người ta lại đánh giá được tử mẫu đồng dấu. Trong trường hợp này là đồng âm thì tự nhiên nó lại dương với mọi x, thế nó mới vui. Thế thì bài này lại dương với mọi x thuộc R. Thế nhắc lại này, mẫu cũng không cần giải nữa đâu, vì cos x khác 5 phần 2 là chắc chắn khác rồi, vì trừ 1 đến 1 thì kiểu gì cos x khác 5 phần 2. Thế nó mới hay như thế. Thế là xong rồi. Đấy. Như thế là chúng ta đã hoàn thành xong cái bài tập số 6 ở đây. Được chưa? Rồi. Các bạn em thân mến, sau khi đi qua cái phần cẩn thận về cái chỗ tập xác định rồi, bây giờ ta xét cho thầy phần 2. Phần tập xác định đó coi là phần chính, và các cái phần đằng sau thì sách giáo khoa có thể nó cũng ít đề cập hơn, nhưng mà câu hỏi vẫn có đầy đủ trong ôn thi. Các em sẽ xét cho thầy dạng đó là xét tính chẵn lẻ của hàm số, đặc biệt là hàm số lượng giác. Nhắc lại về lý thuyết hàm số y bằng fx và cái lý thuyết chẵn lẻ, thì em nhớ lại cho thầy cái định nghĩa về về cái chẵn lẻ. Cái tính chẵn lẻ của người ta thì người ta xét cho em đó là cái tính chất gì nhỉ? Mình có nhớ không? Nếu như với mọi x thuộc D mà suy ra trừ x cũng thuộc D. Đúng không? Đây là điều kiện thứ nhất, đúng không? Và f tại trừ x đúng không nhỉ? Bằng f tại x thì lúc này ta kết luận hàm số fx này là hàm số gì? Chẵn. Hoặc nếu như mà f tại trừ x mà lại bằng trừ fx, ta kết luận lúc này fx là hàm gì? Hàm lẻ. Có nhớ cái này không nhỉ? Đây là lý thuyết rồi. Lý thuyết dạy như vậy rồi. Nếu hai cái này đi với nhau, phải cùng xảy ra hai cái này đi với nhau, thì nó là chẵn. Còn nếu như thay cái này bởi cái này, đấy, thấy chưa? Thì nó là hàm lẻ. Hai, đúng không? Như vậy nó vẫn phải thỏa mãn điều kiện tiên quyết là điều kiện số 1. Cái này là số 2 và số 3. Nếu số 1 và số 2 cùng xảy ra thì là chẵn. Số 1 cùng với số 3 xảy ra thì là lẻ. Cái này có hai cái điều kiện. Thứ nhất, tôi tồn tại trên cuộc đời này, số đối của nó cũng vẫn phải tồn tại trên cuộc đời này đúng với mọi x thuộc D. Thì đây là điều kiện để cho cái đầu tiên em phải nhớ cái điều kiện này chính là cái điều kiện tập xác định nó phải là hàm tập đối xứng. Cái thứ hai, chúng ta sẽ tính giá trị của hàm số tại trừ x, nếu bằng nhau thì là chẵn và ngược nhau là lẻ. Còn không bằng không ngược khác nhau hoàn toàn thì là không chẵn không lẻ. Đi thi học cái này mãi rồi. Hồi học lớp 10 rồi. Như vậy các chúng ta từ lý thuyết này ta quy về các bước làm bài. Bước 1, tìm tập xác định. Đấy, lại quay về tìm tập xác định của hàm số f trên tập D. À, tìm tập xác định D của hàm số f và xem D này có phải tập đối xứng không. Tập đối xứng có nghĩa là gì? Nếu có nghĩa là chúng ta lấy một điểm bất kỳ, chúng ta tức là chúng ta lấy một điểm bất kỳ trên tập đối xứng này, thì chúng ta phải xem là cái số đối của nó có luôn tồn tại không. Các em nên nhớ là ví dụ tập R được coi là một tập đối xứng đấy. Ví dụ như D bằng R được coi là một tập đối xứng này. Hoặc là D bằng trừ 3 đến 3 có được không? Tập trừ 3 đến 3 chẳng hạn, đây này, đây là tập đối xứng. 3 có thì trừ 3 cũng có. Nhưng mà ví dụ D là từ 0 đến dương vô cùng thì được coi là đối xứng không? Ví dụ anh hỏi là âm 1 của tôi đâu, chả thấy. Không được. Nhưng mà thầy cũng bảo luôn này, ví dụ D bằng R gạch bỏ 0 thì một tập hợp số thực mà nó bị gạch đi một nó bị gạch đi cái số 0 như thế này thì nó lại vẫn là tập đối xứng các em nhé. Chỗ này dễ bị lẫn lộn lắm. Nhưng mà em kể D bằng R là tập đối xứng, cộng trừ x đều tồn tại trong này. D bằng trừ 3 đến 3 cũng đối xứng luôn vì âm dương cân bằng. Cứ nhớ là cái nào mà âm dương cân bằng ấy thì cái ý nó là tập đối xứng. Nhưng mà chết rồi, cái D cái không dương vô cùng này thì không phải tập đối xứng rồi, tại vì có dương không có âm. Còn cái D này nhá, đi thi mà gặp cái D này thì vẫn là tập đối xứng. Riêng trường hợp đặc biệt tập R mà bị gạch bỏ đi duy nhất cái phần tử không ở giữa thì trường hợp này là tập đối xứng. Vì tại vì cái số 0 ấy cứ coi như nó cô đơn, nó không có người yêu. Nó người yêu của cái số 0 này là chính nó rồi. Như thế là các cái anh chàng còn lại là 1 cộng trừ 1, 2 cộng trừ 2 nó vẫn còn nguyên trên cuộc đời này, bỏ đi cái số 0 cuộc đời nó chả sao cả, nó vẫn đối xứng. Nhưng mai kia nhỡ một ngày nào đó các em cẩn thận D bằng R mà lại gạch bỏ đi 2 thì sao? Thì tập này không còn là tập đối xứng nữa. Được chưa? Vì cái anh trừ 2 anh ấy hỏi là người yêu của cháu đâu, bây giờ không trả lời người yêu của cháu, hai người yêu của cháu mất rồi. Bây giờ không có. Người yêu của cháu đi vắng rồi, không có rồi. Thôi chịu rồi. Như vậy là em phải cẩn thận. Cùng là như thế này. Nhưng cái tập này vẫn là tập đối xứng, nó vẫn thỏa mãn tính chất chẵn lẻ. Nhưng mà kia khi đi thi mà rơi vào những cái hàm mà kiểu tập xác định mà nó không đối xứng như thế này, người ta nói luôn là không chẵn không lẻ. Cái chỗ này cũng hơi ghê với một số bạn đấy, nhiều bạn không biết chỗ này đâu. Rồi, như vậy bước 1 là xong. Phải xem tập ấy có đối xứng không, tức là với mọi x thuộc D thì trừ x phải thuộc D.
trừ trường hợp cái số 0 rất đặc biệt nhé. Cái số 0 thì cũng giống như là cái câu gì mà các cụ hay nói nhỉ, đó là không có mợ thì chợ vẫn đông, mà mợ đi lấy chồng thì chợ vẫn vui. À đấy, kiểu như thế, được chưa? Còn mấy cái trường hợp này chỉ cần khuyết một ông thôi là cuộc đời này nó không mất cân bằng rồi, được chưa? Bước 2 là chúng ta tính f tại trừ x và so sánh với fx. Dụng y theo lý thuyết thầy có nói, f tại trừ x và fx và bằng nhau đúng với mỗi x thuộc d thì là hàm số chẵn, còn nếu mà ngược giống nhau thì hàm số lẻ. Đấy, như vậy đây là điều kiện 2, điều kiện 3. Chú ý của thầy như sau, các em nhớ ghi vào. Nếu điều kiện 1 không được thỏa mãn, tức là điều kiện 1 là tập này nó không đối xứng, thì ta có thể có quyền kết luận ngay là không chẵn không lẻ rồi, chưa cần xét điều kiện thứ hai. Có hiểu không? Người ta còn gọi là loại từ vòng gửi xe đấy, chưa? Tiếp tục, nếu đã bắt đầu nó gửi xe được rồi, nó không bị loại thì tiếp tục nó vào vòng trong, thì chúng ta phải kiểm chứng hai điều kiện này. Nếu 2 và 3 này đều không nghiệm đúng, tức là không thi đúng, thì cũng kết luận luôn là không chẵn không lẻ, tức là vẫn quay về như thường. Vẫn là hàm không chẵn không lẻ trên tập D. Đi thi mà người ta hỏi bạn hãy cho biết là tại sao bạn hãy chứng minh tại sao cái hàm này là hàm không chẵn không lẻ. Rất đơn giản, thì chúng ta không cần làm các bước lằng nhằng đấy đâu. Các em nên nhớ, để chứng minh một hàm không chẵn không lẻ, ta chỉ cần chỉ ra chúng vi phạm điều kiện 1 hoặc vi phạm điều kiện 2, 3. Từ đấy thầy mới đưa ra lý thuyết như sau. Để chứng minh là hàm không chẵn không lẻ, ta chỉ cần tìm một điểm x0 nào đó. Một điểm x0 này nó thỏa mãn một trong hai điều kiện sau cũng được. Nếu nó thuộc D, em phải chỉ ra được rằng người yêu của nó không tồn tại trên cuộc đời này. Chỉ cần thế thôi. Chẳng hạn trong trường hợp này, đây, chẳng hạn chọn một điểm x0 nào đó bằng âm 2 thì người yêu của nó là 2, không thấy trên cuộc đời này, như vậy là vi phạm điều kiện. Cái thứ hai, nếu như người em và người yêu cùng tồn tại trên cuộc đời này rồi, nhưng mà hai giá trị tại nhà tôi và nhà em ấy nó không bằng nhau, nó chả ngược nhau. Thích nó cũng không thích hẳn, mà không thì ngược thì nó cũng không ngược hẳn, mà nó lại khác nhau hẳn cơ. Thế thì lúc ấy nó cũng sẽ là hàm không chẵn không lẻ. Như vậy chỉ cần em thầy ghi hoặc, ý muốn nói là chỉ cần hoặc điều kiện này xảy ra hoặc điều kiện này xảy ra, mà cả hai xảy ra thì nó lại càng tốt, được chưa? Nó lại càng tốt. Nhưng mà chỉ cần chỉ ra một trong hai điều kiện bị vi phạm thôi, như thế là xong phần chẵn lẻ. Nhớ nha, đấy xong rồi đấy, lý thuyết chỉ có thế thôi. Một số chú ý của thầy trong phần này, các em ghi. Thầy nhắc lại cho một số tính chất để tí nữa em dùng trong phần bài tập phần này, kiểu gì em cũng phải dùng đến đấy. Cái thầy muốn dặn dò thứ nhất đó là, chẳng hạn một cái hàm mà bình phương lên, khi bình lên thì cũng giống như là trừ x bình lên, hai cái ông này đối nhau bình lên bằng nhau hết. Nói một cách tổng quát, x và trừ x mà mũ chẵn, thầy viết mũ 2 em phải hiểu mấy kia nó đúng với cả mũ 4, mũ 6 nhá, chả nhẽ nó phải dạy chỗ này ư? Mũ chẵn lên thì hai cái ông này bằng nhau hết, nhưng mũ lẻ thì nó chỉ có ngược giống nhau thôi, trừ x mũ 3 kiểu gì cũng bằng trừ của x mũ 3. Mũ lẻ nó luôn luôn ngược nhau thế đấy, hiểu đúng không? Cái x bình này người ta còn gọi là hàm chẵn, và x mũ 3 người ta hay gọi là hàm lẻ mà. Vì mũ chẵn nó là hàm chẵn, mũ lẻ nó là hàm lẻ. Một cái hàm mà nó chỉ toàn mũ chẵn thì nó chính là hàm chẵn, và cái hàm nó toàn mũ lẻ thì nó là hàm lẻ, và cái hàm nó vừa mũ chẵn vừa mũ lẻ thì chưa chắc đã là hàm chẵn lẻ. Cẩn thận. Chỉ tuyệt đối của x và chỉ đối của trừ x thì luôn bằng nhau, hai cái này chỉ đối ra nó cùng một số cả. Chỉ đối của một với trừ một đều ra một thôi. Như vậy người ta còn nói hàm chứa x bình thì là hàm chẵn, hàm chứa x mũ 3 thì là hàm lẻ, hàm chứa tuyệt đối x là hàm chẵn. Để thầy nói thêm cho em những cái này mới kia mà không biết đâu, hàm chẵn đấy. Hàm sin là hàm lẻ vì sin trừ x bằng trừ sin x. Nhưng hàm cốt lại là hàm chẵn vì cốt trừ x bằng cốt x. Hàm tang và cotang đều bị dính sin, dính với một người lẻ là hàm lẻ. Mới kia thầy dạy cho em một cái mẹo nữa như sau nhé. Các em có công nhận với thầy một điều là tang là sin trên cốt không? Tang là sin trên cốt. Còn cotang cốt trên sin. Thôi thôi, cotang không cần xét đâu. Thế thì em biết là sin hàm lẻ, cốt hàm chẵn, lẻ chia chẵn. Về sau em cứ nhớ cho thầy, người ta quy ước cứ coi như là chẵn thì là dương đi. Chẵn cứ coi như là dương đi. Giả vờ nhá, chẵn chúng ta đánh dấu cộng, lẻ ta đánh dấu trừ. Thế thì tang bằng sin trên cốt hay là sin nhân cốt cũng thế thôi. Thì chẵn lẻ trên chẵn kiểu gì nó ra lẻ. Tức là cứ dính vào một anh chẵn một anh lẻ kiểu gì thường nó ra lẻ. Đấy là một cách nhận đoán nữa để mấy kia mình đỡ phải làm nhiều. Đây là, nhưng mà cái này chỉ là kinh nghiệm tương đối thôi nhé. Thầy cũng không biết là nó có đúng chính xác hoàn toàn không, vì cái này là theo kinh nghiệm thầy làm thôi. Thầy thấy thường là đúng, còn sách vở tài liệu người ta chả ghi. Thế nên là chúng ta mới có lẻ chia chẵn thì lẻ chia chẵn vẫn ra chẵn, chẵn chia lẻ thì vẫn ra lẻ thôi. Lẻ chia chẵn thì ra lẻ, mà hai ông này đều lẻ. Nghe rõ rồi nhá. Tang và cotang là đều lẻ. Đấy, còn cốt là chẵn nên thầy đã nhận xét cho em đây theo đúng lý thuyết định nghĩa mình học rồi. Cốt là chẵn, ba ông này là lẻ. Như vậy thầy ghi thêm cho em một cái mở, đây gọi là mở rộng kiến thức. Cái này chỉ là kinh nghiệm thôi nhá.
kinh nghiệm, chứ thầy không nói là đây là sách giáo khoa dạy thế này đâu, đây là kinh nghiệm. Thì một hàm chẵn ta hay gọi là dương, hàm lẻ ta hay gọi là âm đi, ví dụ thế, đây là quy ước của thầy thôi. Thì tích lại, hàm tích của chúng thì cũng sẽ là lẻ, và hàm thương của chúng chẳng hạn cũng thường sẽ là lẻ. Nhưng chỉ xét chẵn lẻ khi và chỉ khi nó phải đảm bảo điều kiện về tập đối xứng nữa nhá, chứ không phải là lúc nào nó cũng đúng đâu. Nếu nó mà đã vi phạm điều kiện tập đối xứng rồi thì mấy cái này vô nghĩa. Ngược lại, chẵn chẵn thì sẽ sinh ra chẵn, lẻ lẻ chắc là sinh ra lẻ. À đâu đâu, cẩn thận. Chẵn chẵn có nghĩa là dương dương thì sinh ra chẵn. Nhưng mà thế thì lẻ lẻ nó cũng phải sinh ra chẵn chứ, đúng không? Tại vì âm âm sinh ra dương. Cái chỗ này thầy chưa ghi vội, mà tí nữa các em xem kiểm chứng vào các bài tập, em xem là thầy đúng không đã. Nếu em thấy đúng rồi thì bây giờ em sẽ làm cách này giống như thầy. Đây là kinh nghiệm đấy, hơi he đấy, được chưa? Thầy cứ quy ước như thế này và lấy một cái mẫu thế này trước, vì thầy vừa chứng minh ở đây, còn các cái khác em cứ thử tự làm bài tập, em có rút ra xem mình thầy ký đâu đúng không, được chưa? Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta làm bài tập số 1. Phần này thì cũng không cần phải làm nhiều bài đâu, vì có kinh nghiệm hết rồi, nên làm tí là hiểu thôi. Bài tập áp dụng: xét tính chẵn lẻ cho mỗi hàm sau. Câu A, cos x trên x. Đầu tiên các em phải tìm điều kiện. Điều kiện bài toán x khác 0 nên R bằng D bằng R gạch bỏ 0. Thầy có dặn em kem rất rõ, tập xác định mà một ngày nào đó bỏ đi cái bác 0 này, bác này là bác nghi đứng một mình, bác không có người yêu đâu, người yêu của bác ý là chính bác ý nên chả sao cả, bác này có bỏ chạy trên cuộc đời này thì tập xác định này nó vẫn đối xứng thôi, chả sao cả. Kem cẩn thận nhé, nhiều bạn lại bảo cái này không phải, lại bảo là không đối xứng, nó không phải, cái có đối xứng đấy, các anh khác vẫn đối xứng chứ anh không mà. Như vậy là chúng ta có, vậy chắc chắn là thỏa mãn điều kiện với mọi x thuộc D thì chắc chắn. Vậy nên chúng ta chắc chắn thỏa mãn điều kiện đó là nên với mọi x thuộc D thì trừ x cũng thuộc D. Như vậy là thỏa mãn điều kiện 1 chưa? Thỏa mãn rồi đấy. Thế nên chúng ta xét tiếp điều kiện 2. Chúng ta tính F tại gì ấy nhỉ? F tại trừ x đi. F tại trừ x có nghĩa là gì? Có nghĩa là nơi nào mà có x thì mình thay bằng trừ x. Chúng ta sẽ có cos trừ x, đúng không? Thêm ngoặc vào chia trừ x, được chưa? Ta thử rút gọn đi một tí cho nó đẹp, cho tí nữa ta so sánh với fx. Thì ta lại đến đây, chứ thầy vận dụng tính chất thầy vừa dạy đến đây này, vận dụng tính chất thầy vừa ghi bên kia, thầy có trình tự cả rồi nhá. Tính chất bên kia thầy vừa ghi những cái gì, bây giờ nhớ sang đây. Thầy vừa dạy cốt đối, tức là cốt của chữ x thì nó lại đúng bằng với cốt gì? Cốt x. Nhiều bạn đi thi bảo thầy ơi, em cứ bỏ dấu trừ ra ngoài thoải mái có được không? Không được, hâm mà. Tính chất của nó là thế rồi, hàm cốt là nó nuốt mất dấu trừ rồi, chứ không được tỏi dấu trừ ra ngoài nha. Thì ai mà cũng thế thì lẻ hết à, được chưa? Thì ai chẵn nữa. Thì cốt trừ x bằng cốt x rồi, còn trừ x này đừng có đổi nhá, trừ x này thì phải để nguyên giả nó, thì nó sẽ là trừ cốt x trên x. Các em so sánh em sẽ thấy ngay rõ ràng trừ cốt x trên x, mà cốt x trên x thì này là fx ban đầu, như vậy là chính là trừ fx. Như vậy đây là điều kiện 2. Thế từ 1 và 2 ta suy ra, trình bày thế này cho nó khoa học. Từ hai đủ hai điều kiện này ta có quyền suy ra, đó là f tại trừ x bằng trừ fx, nên ta có quyền suy ra hàm số đã cho, ta ghi hàm số đã cho, hay là fx cũng được, là hàm gì các em? Úi dồi, âm lòi tói này, âm lòi tói ra đây này, lẻ, hàm số đã cho là hàm số lẻ. Bài toán kết thúc. Thế thôi, rất đơn giản, ngon lành, dễ nhầy. Thực ra đi thi còn một cách nữa, các em thay hộ thầy hai giá trị cộng trừ vào, ví dụ em thử thay cho thầy cộng trừ 1 hoặc cộng trừ pi trên, em cũng phải cẩn thận đấy, em có thể thay cộng trừ, ta ghi cách thứ hai có thể thử thay x bằng cộng trừ 1 vào, hoặc là cộng trừ pi trên 3 chẳng hạn, như thế, ví dụ như thế, thay vào cái này để tự thay nhé. Hai cái này thay thử x bằng cộng trừ 1 và cộng trừ pi trên 3 vào xem nó có ra đối giấu nhau không. Chắc chắn nó ra đối giấu nhau, hàm lẻ, thế là xong. Nhưng mà đấy là làm trắc nghiệm tính sau. Khi nào mà học đến cái bài mà giải nhanh trắc nghiệm và cùng các câu hỏi giải nhanh máy tính thì thầy sẽ dạy cho em kỹ hơn. Còn trước sau những phần này thầy muốn em nắm thật chắc kiến thức, làm như thế này nó cũng sẽ nhanh rồi, còn không kém gì máy tính cả, hiểu chưa? Mai kia có những câu hỏi nào rất khó để trong cái phần giải nhanh trắc nghiệm thì thầy sẽ hướng dẫn cho em sau. Bây giờ bài này D bằng R đúng không? X trừ sin x không có điều kiện gì, D bằng R nên suy ra chắc chắn thỏa mãn điều kiện nên với mọi x mà thuộc D thì trừ x cũng thuộc D, thỏa mãn điều kiện 1 chắc chắn ổn. Xét f tại trừ x, trừ x đúng không, trừ đi sin của trừ x, theo lý thuyết sin trừ x bằng trừ sin x, trừ trừ đập vào mặt trừ thành cộng,
cộng sin x. Ta xem nó có bằng nhau với cái này không? Hình như không bằng đâu, nghe thấy ngang rồi. Đã thấy không bằng rồi thì đặt thử dấu trừ ra ngoài xem có ngược không. Nghe thấy ngược thật đấy. Nghe có vẻ ngược. Đúng rồi, bằng trừ của fx. Trừ fx. Kết luận. Thôi từ 1 và 2 tự kết luận nha. Từ 1 và 2, fx là hàm gì ấy nhỉ? Fx là hàm số lại lẻ. Lẻ. Lại là lẻ, hàm số đã cho lại là lẻ. Lẻ 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 lẻ. Rồi, bây giờ chúng ta có thể vận dụng tiếp cái kinh nghiệm ấy để làm bài số 3 C. Lẻ. C. Điều kiện bài toán 1 trừ cos x lớn bằng 0, cái này thầy vừa dạy bài trước xong. Do 1 luôn luôn lớn hơn cos x, 1 luôn luôn lớn bằng cos x với mọi x đúng không? Nên chắc chắn là 1 trừ cos x lớn bằng 0. Cái này có cần giải hay không? Không cần giải. Cos x luôn luôn bé bằng 1, 1 trừ cos x kiểu gì lớn bằng 0? Lý thuyết bài trước tập xác định vừa học xong, dẫn đến bài này D bằng R đấy. Bài này người ta lừa cho vui thôi. Như vậy tập này là tập đối xứng rồi nhá. Vậy nên chắc chắn là với mọi x thuộc D thì trừ x cũng sẽ thuộc D. Đây điều kiện 1. Số cộng thứ 2, f tại trừ x bằng căn bậc 2 của 1 trừ đi cos trừ x. Các em nên nhớ cos trừ x thì chính là cos x rồi, đúng không? Học rồi, vừa bài trước xong cos nuốt mất dấu trừ. Cái này bằng fx thì phải. Bằng quá rồi. Kết luận. Đây điều kiện 2. Ồ, thêm này hàm chẵn này. Được chưa? Hàm số đã cho là hàm số chẵn. Chuẩn. Chẵn 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 chẵn. Đúng không? Chẵn quá. R dương chẵn rồi, bằng nhau hết rồi, chẵn chẵn. Dễ không? D. X nhân cos 3x. Cái này D bằng R, chả có điều kiện gì. Suy ra với mỗi x thuộc D thì trừ x cũng thuộc D. Điều kiện thứ 1 đã xong. F tại trừ x bằng x thay bằng trừ x cốt rồi gặp cốt trừ 3x. Trừ x giữ nguyên, cốt nuốt mất dấu trừ, bạch cốt tinh rất nguy hiểm. Đến đây, ôi thấy ngay lại ngược. Ngược, ngược nữa, ngược mãi. Kết luận. Cái này xong rồi này, cái này ngược à? Lè. Xong. Hết tuồng. Đây là chúng ta đang làm theo phương pháp trình bày từ từ. Bây giờ nhận đoán nhanh này, bây giờ thầy còn có cách khác làm nhanh hơn nữa. Nghe đây, bây giờ xong cái này chưa? Hết rồi nhé. Bây giờ lấy kinh nghiệm này, làm luôn nhanh này. Nghe, 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 nghe. Nếu làm theo kinh nghiệm nhanh tổng quát nhé, ta có như sau. Cos x là hàm chẵn. Nó dương. X xì, lúc nãy vừa nói xong x xì x mũ 1. Hàm số mà toàn chữ x mũ lẻ là x mũ lẻ. À là hàm lẻ. Lẻ. Cái này chia cái này, kiểu gì nó cũng sẽ dương chia âm, kiểu gì ra âm. Kết quả cuối cùng, lẻ. Đây, lẻ. Thấy chưa? Đấy, thấy chưa? Kinh nghiệm nó cho thấy điều ý rồi. Phải học. Tiếp. Ôi nhưng mà trừ đi nhau thì biết được chẵn hay lẻ. Từ từ. X xì hàm lẻ trừ. Đúng không? Sin x là hàm lẻ trừ. Hai cái này trừ đi nhau lắm khi không biết là hàm gì. Thường trong trường hợp này là hàm lẻ. Hiểu chưa? Nhưng mà trong trường hợp này hơi khó đoán. Lúc nãy thầy chỉ dạy em tích dấu cộng, tích dấu chia hoặc nhân thì dễ đoán, trừ hơi khó. Nhưng mà tổng của hai hàm lẻ hay là tổng, các em về nhà tra thử xem tài liệu sách vở ấy, xem thử về nhà xem tổng của hai hàm cùng tính chất chẵn hoặc cùng tính chất lẻ là hàm gì. Biết đâu ấy, đúng không nhỉ? Có hiểu không? Thế thì hàm trừ hàm x này hàm lẻ rồi, cái hàm trừ sin x này cũng là hàm lẻ thôi. Cũng là hàm lẻ. Thế thì trong trường này chúng ta có thể học thêm kinh nghiệm nữa là trong trường này tổng của hai cái hàm, tổng của hai hàm, tổng của hai hàm lẻ trong trường này là hàm lẻ. Nhưng các cái này không được kiểm chứng vội đâu. Các em phải về xem lại tài liệu sách vở xem điều ấy có thật không. Thế mới kia mới có kinh nghiệm. Thầy thì cho em tích thương rồi, em thử về kiểm chứng xem tổng hiệu, biết đâu được ấy. Cái này không có tài liệu sách vở ghi trước đâu, xem nó có luôn đúng thật không. Đấy, phải mở rộng kiến thức chỗ ý mới hay. Sang đây đi. Ô cái này thì không biết được, cái này thì không thấy hàm gì, hàm gì, hàm chẵn, hàm lẻ. Cái này tổng hiệu không tính, tại vì cái này khó đoán. Sang cái này đi. Đây, x là hàm lẻ, cos x là hàm chẵn, tất nhiên tích lại là hàm lẻ rồi. Đấy, kết quả đấy cũng được. Thế nên là
tích bán rất là dễ, còn tổng hiệu các em về xem kiểm chứng lại đi cái chỗ này là thầy sẽ để cho các em tự tìm hiểu chưa. Đấy, biết đâu lại học được thêm điều gì mới mẻ hay ho nữa thì sao. Chúng ta kết thúc bài tập số 1 ở đây. Các bạn các em yêu quý, chúng ta làm tiếp bài tập số 2 trong phần dạng 2, xét tính chẵn lẻ của hàm số lượng giác. Tiếp nối cái phần này thì các em chú ý nhớ đọc kỹ lại một lần nữa cái phương pháp mà thầy đã xét cho em ở phần tính chẵn lẻ. Thầy đã chú ý rất kỹ rồi các cái dấu hiệu nào để nhận biết chẵn lẻ rồi đúng không? Ngoài ra thầy cũng đã dạy cho em thêm cái kinh nghiệm nữa là em có thể coi như là em cứ coi như là cái hàm chẵn ấy thì em đánh dấu cộng vào cái hàm lẻ, em coi như em đánh dấu trừ đi. Thường thì các cái hàm mà sử dụng tích dấu, những cái hàm mà tích của hai hàm f nhân g hoặc là f chia g ấy, thì thường người ta có thể sử dụng cái đó làm kinh nghiệm để mấy kia nhận đoán nhanh. Trong quá trình làm thì thầy cũng sẽ nói thêm cho em cái đó nhé. Thầy đã hướng dẫn ghi trong dạng 1 rồi đấy. Cái đó là thuộc về kinh nghiệm luôn đấy, các em có thể học hỏi thêm. Bây giờ chúng ta sẽ làm câu A trước. Nào, 1 cộng cos x chia 1 trừ cos x. Đối với cái hàm này thì em phải xem cái tập xác định của nó có đối xứng không đã nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ ghi cho thầy là nào, thứ nhất nào, khi tập xác định của bài toán thì có cái điều kiện, đó là điều kiện xác định bài này là 1 trừ cos x khác 0 dẫn đến là cos x khác 1. Cos x khác 1 thì x sẽ khác bao nhiêu? Trong phần chú ý có ghi rất rõ. Bấm em có thể nhớ theo lý thuyết cos góc nào bằng 0? À, cos góc nào bằng 1, đó là cos của góc 0 radian. Cos 0 thì bằng 1. Hoặc là em lấy máy tính em bấm nhé, bấm shift cos của 1, ta cũng sẽ thu được x bằng 0. 0 cộng k2π hay chính là k2π. Nhớ chưa? Rồi, k là số nguyên. Từ đấy suy ra là cái tập xác định của em là d bằng r gạch bỏ đi những cái phần tử, đó là k2π. K thuộc z. Các em chú ý, thầy cũng có dặn dò các em rất rõ, đó là một số cái tập xác định ý, mà nó bị bỏ đi một vài điểm nhưng mà nó lại có cái tính chất tuần hoàn thì cái tập đó em vẫn coi như là tập đối xứng bình thường. Các em nhớ nhé. Vì trong trường hợp này này, nếu như k là số, thì dụ k là các số nguyên mà. Thí dụ như là 0 này, cộng trừ 1, cộng trừ 2, cộng trừ 3. Như vậy là các cái tập hợp này nếu như 2π mà bị gạch bỏ thì chắc chắn trong này trừ 2π cũng đã bị gạch bỏ. Như vậy là 0, nếu có k bằng 0 trong này thì số 0 cũng đã bị gạch bỏ rồi. Như vậy là yên tâm là không sợ, trừ cái trường hợp ấy mà r chỉ gạch bỏ đi một vài phần tử nào đó rời rạc thì rất có thể là cái tập đó nó không đối xứng. Thí dụ r gạch bỏ 1, r gạch bỏ 5 chẳng hạn, thì như thế là những cái người trong cái tập xác định này nó sẽ đòi lại ngay. Thí dụ như là cái anh chàng x thuộc d thì anh chàng trừ x sẽ không thuộc d thì sẽ bị vi phạm điều kiện là không, coi như là không có tính chẵn lẻ luôn. Nhưng trong những trường hợp này em hãy để ý mà xem, nếu k bằng 0 thì anh chàng không bị gạch bỏ, anh chàng không đã bị gạch bỏ rồi. K bằng cộng trừ 1 thì cả cộng trừ 2π đã đều bị gạch bỏ. Có nghĩa là nếu những cái ông nào mà đã bị gạch bỏ thì người yêu cũng gạch bỏ theo luôn rồi, yên tâm. Thế nên là cái tập này bị gạch bỏ theo kiểu gạch bỏ đều, thế lại vui thế nhé. Đây này, tập này đã bị gạch bỏ không đều ở giữa này, nó bị gạch bỏ cộng trừ 2π đều hai bên này, nó gạch bỏ đều cộng trừ 5π chẳng hạn như thế. À, 4π đúng không nhỉ? Cộng trừ, tức là những cái điểm này bị gạch bỏ đều. Thế nên những cái điểm còn lại thì người yêu của chúng cũng vẫn tồn tại trên cuộc đời này, yên tâm. Còn những cái cặp này thì nó lại chết theo cặp rồi. Hiểu chưa? Thế nên trong những trường hợp này nhiều bạn sẽ không phân biệt được cái tập này là có phải tập đối xứng không để lấy. Thì trường hợp này ta nhớ nhá, chúng nó như chết đối ứng theo cặp hết rồi, yên tâm đừng có lo. Được chưa? Thế nên những cái điểm mà thỏa mãn cái này thì yên tâm là người yêu của chúng vẫn còn. Thế nên là ta ghi với những cái điểm mà thuộc điều kiện D này, được chưa? Thì người yêu của chúng vẫn còn trên cuộc đời này, yên tâm. Suy ra với mọi x thuộc D thì trừ x chắc chắn vẫn còn và vẫn thuộc D như thường. Như vậy là vẫn thỏa mãn điều kiện 1. Em nhớ chỗ này nhé, nhiều bạn không phân biệt được cái một số cái hàm khó này, không phân biệt được cái nào là tập đối xứng đâu. Cái bước 2, các em tính cho thầy f tại trừ gì nhỉ? Trừ x, coi như hàm số này là fx đi. Thế thì chúng ta sẽ có, đó là f tại trừ x, ta có 1 cộng với cos của trừ x. Ở dưới này ta có 1 trừ đi cos của trừ x. Mà chúng ta lại biết là cos của trừ x thì lại bằng cos x, đúng không? Đúng chưa? Cái này không phải là do đổi dấu đằng trước đâu nhá, mà là cái tính chất nuốt vào dấu trừ của cos ấy, cos nguy hiểm thế đấy. Thì cos của trừ x thì bằng cos x. Các em phải nhớ cho mà thôi, cos x không cần ngoặc được. Cos x. Rồi. Còn
1 trừ đi cos trừ x vẫn bằng cos x. Thì chúng ta thấy ngay là do cos nuốt hết dấu trừ rồi, thế nên là cuối cùng là hàm số vẫn y hệt như hàm ban đầu. Được ghi. Vẫn y hệt như là cái hàm ban đầu là fx. Đây là điều kiện số 2. Dựa vào hai điều kiện 1 và 2 này, ta hoàn toàn có thể có quyền suy ra đó kết luận đó là hàm số đã cho hoặc là fx cũng được, em ghi thế nào cũng được. Hàm số đã cho là hàm số chẵn, đúng không các em? Là hàm số chẵn. Sao? Bài toán kết thúc. Đấy. Trong trường hợp này thì f tại hai kia đối giấu nhau này nó bằng nhau luôn, f tại trừ x bằng cả fx luôn. Như vậy hàm số chẵn nhá, vẫn thỏa mãn điều kiện này, các em ghi nhớ cho thầy cái chỗ này vào. Cẩn thận nhá, thầy dạy cho kỹ rồi. Bây giờ chúng ta đến với cái câu B nhá. Chỗ này hiểu được chưa? Chẵn chưa? Ok. Ngoài ra nhá. Thôi, làm xong thầy cũng sẽ bày lại cho em là mai sau tí nữa lại có kinh nghiệm. Bây giờ làm hết một loạt xong thì bày lại cho kinh nghiệm tí nữa nhìn nhanh nhá. Rồi, B. X mũ 3 sin 2x. Thứ nhất, điều kiện của cái này không có gì. X mũ 3 xác định với mọi x thuộc R, sin 2x cũng xác định với mọi x thuộc R, chả có điều kiện gì, vậy nên D bằng R. Do D bằng R nên với mọi x thuộc D thì trừ x cũng thuộc D. Như vậy đã thỏa mãn điều kiện thứ nhất. Cái này chắc chắn rồi nhá. Ai cũng biết cái này rồi. Xét cái thứ hai. F tại trừ x thì chúng ta thay x bởi trừ x. Khi thay các em cố gắng để cái ngoặc vào giúp thầy nhé. Thay vào không có dấu ngoặc là sai. Mũ 3 đúng không? Sin của trừ 2x đúng không? Rồi. Theo tính chất thì mũ lẻ thì vẫn còn nguyên dấu âm. Đúng không? Chỉ có mũ chẵn mất dấu âm thôi. Như vậy là thành trừ của x mũ 3. Tính chất của sin đẩy dấu trừ được ra ngoài đúng không? Như vậy là thành trừ. Ôi nhiều trừ thế. Như thế này đúng không? Trừ của sin 2x đúng chuẩn chưa? Rồi. Hai dấu trừ nhân với nhau như vậy là mất. Kết quả chỉ còn có mỗi x mũ 3 sin 2x. Chuyện gì đang xảy ra? Ta thấy nó có giống nhau không? Lại giống nhau rồi, sao giống nhau thế? Thế thì có nghĩa là giống y hệt fx ban đầu và đúng với mọi x thuộc D, rõ ràng f tại trừ x bằng đúng với fx và đúng với mọi x thuộc D luôn. Đây là dữ kiện số 2. Thì từ dữ kiện 1 và 2 ta có quyền kết luận suy ra thì hàm fx là hàm số gì ấy nhỉ? Fx đề bài đúng chưa? Là hàm số được chưa? Chẵn, lại là chẵn. Các em nhớ là thầy quy ước thì gọi các cái hàm số đầu bài thì gọi là fx nhé. Bạn nào cẩn thận có thể ghi thêm đó là gọi đầu bài là y bằng fx đi để cho người ta. Còn nếu không thì kết luận là hàm số đã cho là hàm số chẵn được. Đấy, thế lại chẵn rồi nhé. Xong chưa? Ổn không? Tiếp. Bây giờ chúng ta tiến tiếp với cái câu C. Câu C của chúng ta, nào bây giờ chúng ta để ý mẫu này. Bên này phải đặt thêm điều kiện rồi. Điều kiện xác định để xem nó có cái gì nguy hiểm không. Cốt 2x khác không cái gì? Thế thì 2x khác gì nhỉ? Học mãi rồi. 2x khác pi trên 2 cộng k pi, đúng không? Chia 2 xuống. Pi trên 4 cộng kpi trên 2. K thuộc gì? Thuộc z. Tập xác định D bằng toàn tập R trừ đi các cái họ, các cái phần tử là pi trên 4 cộng kp chia 2 cây thuộc z. Thầy đang hỏi là cái tập xác định này có đối xứng không? Theo lập luận tương tự như bài kia thì tập xác định này vẫn đối xứng như thường. Nhớ nhé, nó chỉ bị bỏ đi một vài các cái phần tử mà nó có tính chất là tương đối ở trong cái tập ý thôi. Thế thì em yên tâm là tập này có bỏ đi một vài người nhưng mà những cái người này người ta lại là người yêu của nhau. Thế nên yên tâm. Những người này có tính chất đối ứng ấy mà, đối ứng. Thế nên là kiểu gì thì nó cũng vẫn là tập xác định. Tức khi với mọi x thuộc D, yên tâm là với mọi x thuộc D, tức là những cái phần tử thuộc D là những cái phần tử còn lại, không tính những phần tử này này, thì trừ x cũng sẽ thuộc D thôi. Đây là điều kiện thứ nhất. Bạn nào thích có thể vẽ ra các cái điểm ý trên đường tròn, em thể vẽ trên đường tròn hay đường thẳng cũng được. Nếu em lấy k bằng 0 chẳng hạn thì em sẽ được pi trên 4, thầy giả sử như thế. Bây giờ các em lấy máy tính ra đây, chẳng hạn để thầy minh chứng cho cái chỗ này. Ngoài ra chẳng hạn như là nếu như k bằng 1 đi
Chúng ta xem k bằng 1 hoặc k bằng âm 1 thì hai cái người này nó có phải là đối ứng người yêu với nhau không? Đúng chưa? 1 phần 4 nhá, cộng với 1 phần 2 đúng không? Thế có phải là ra 3 phần 4 không? 3 phần 4. Nếu mà em mà cứ cộng tiếp thay k bằng 2 vào. Đúng chưa? Thì nó sẽ ra là 5 phần 4, nó cứ thế mà nó tính. 5 phần 4 pi ấy. 3 pi trên 4, 5 pi trên 4, ý thầy là thế đấy, 5 pi trên 4. Đây, 5 pi trên 4. Các cái điểm kiểu như thế này phải bị gạch bỏ. Thế bây giờ em thay k bằng âm 1 thử xem. Âm 1 nếu thì nó sẽ ra ngay nó là trừ 1 phần 4. Nếu em thay k bằng âm 1 thì nó sẽ có ngay là trừ 1 phần 4 ngay. Em thay k bằng âm 2 thì chúng ta sẽ có ngay là trừ 3 phần 4. Thôi thầy chả tính nữa, thầy cũng biết, em có thấy không? Đây, tập xác định gồm những cái điểm như thế này. Và người ta cũng đã gạch bỏ những cái điểm mà họ nghiệm này hết rồi. Đấy. Em thấy các cái điểm này nó đang chờ đợi nhau hết không? Này, thí dụ pi trên 4 có thì trừ pi trên 4 cũng có đúng không? Có đối ứng với nhau. 3 pi trên 4 có thì trừ 3 pi trên 4 nó cũng đối ứng, nó mất rồi. Như vậy tập xác định này chỉ toàn gồm những cái bị gạch bỏ những cái điểm mà nó đã đi cặp với nhau hết rồi, yên tâm. Thế nên là trong này yên tâm là những cái điểm còn lại thì người yêu vẫn còn. Những cái người này thì chúng hệ gọi là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm thì chết hết cùng ngày cùng tháng cùng năm rồi. Em hiểu chưa? Có hiểu chỗ này không? Đó. Các cái ông này khi thầy ca là số nguyên này thì chúng đã chết theo đôi theo cặp rồi, đã không, chúng mình không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng lại nguyện chết hết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Thực ra thầy vẽ trên đường thẳng không sao, em thích vẽ trên đường tròn mà xem các điểm này nó cũng đối ứng với nhau, bị gạch tung tóe hết đi mà. Nên yên tâm các điểm còn lại là chúng vẫn còn sống bình yên lắm, đừng lo. Thế giới này vẫn còn, yên tâm, chưa chết được đâu. Thế nên là vẫn còn xác định được chẵn lẻ. Thế nên bây giờ ta tính tiếp f tại trừ x nhé. F tại trừ x có phải là bằng trừ x tất cả mũ a không? Trừ đi sin của trừ x chia cho cốt của trừ 2x. Các em thử dùng quy tắc dấu trừ. Trừ x mũ 3 thì chuyển thành trừ của cả x mũ 3 luôn nhé. Trừ x tất cả mũ 3 để chính là trừ của x mũ 3. Sin trừ x thì chính là đẩy dấu trừ ra ngoài thành cộng sin x. Nhưng cốt của trừ 2x thì lại chính là bằng cốt 2x. Các em cẩn thận. Đến đây chúng ta cùng so sánh xem nó giống hay là nó bằng. Thầy thấy nó giống thì không giống đâu. Nó ngược rồi. Nhìn nó biết là ngược rồi. Có thấy nó ngược không? Ngược quá rồi. Bây giờ em đẩy dấu, em đẩy em đến đây nhá. Có một số cái thói quen rất hay đó là em nên đẩy cái dấu trừ ra ngoài. Khi bỏ dấu trừ ra ngoài thì bên trong sẽ là x mũ 3 trừ sin x. Đúng không? Đẩy dấu trừ ra ngoài. Ở dưới nó sẽ là cos 2x. Đến đây em phát minh ra em sẽ thấy ở đây có một điều kỳ diệu. Đó là ông này chính là fx, như vậy là bằng trừ fx nhá. Đấy. Kết luận được chưa? Đây là yếu tố số 2 chưa? Đây là yếu tố số 1. Từ 1 và 2 ta dễ dàng suy ra được theo đúng lý thuyết. Đấy thì ông này nó lại bằng trừ ngược dấu rồi. Đây là hàm số gì ấy nhỉ? Kết luận hàm số lẻ thế thôi. Dễ không? Đó, xong rồi nha. Có một số hàm em không thấy bằng nhau thì em nên đặt dấu trừ ra ngoài. Kể cả nếu em đặt dấu trừ ra ngoài rồi vào bên trong em vẫn không thấy giống fx thì em có quyền kết luận không chẵn không lẻ. Chứ nếu bằng chả phải mà ngược thì cũng không, thì chỉ có không chẵn không lẻ thôi. D tang trị đối x. Những cái chỗ này hơi khó với các em đấy, cẩn thận. Tang trị đối x về mặt bản chất nếu mà giải điều kiện bài này thì cũng hơi khó. Đó là cốt của trị đối x. Phải khác không? Nhưng mà trường hợp mà có trị đối này thì người ta chỉ chả yêu cầu, người ta không yêu cầu các em giải cẩn thận đâu, vì cái này khó. Cái này đôi khi chỉ cần đặt điều kiện thôi chứ cũng chưa chắc đã bắt giải, vì giải cái trị đối này hơi lằng nhằng. Nhưng mà giải thực ra cũng được. Trị đối x thì trị đối x khác pi trên 2 cộng k pi k thuộc z. Nếu mà chúng ta giải ra thì chúng ta lại có cộng trừ thì nó hơi lằng nhằng. Nếu mà em mà giải ra thì x nó lại khác cộng trừ của cả pi trên 2 cộng k pi. Thì em có thể ghi luôn thành cộng trừ pi trên 2. Được chưa? Cộng k pi thôi. Các em nên nhớ tại sao thầy không cần viết là cộng trừ k pi đâu. Vì các em nên nhớ một điều đó là k này là số nguyên, nó có thể âm có thể dương. Các em có viết trừ k pi cũng chả có ý nghĩa gì mấy đâu. Cộng hay trừ chỗ này quan trọng nhé. Nhắc lại này, k nó vốn nó là số nguyên rồi, nó có thể cộng thể trừ. Cái đuôi đằng sau cộng hay trừ không quan trọng nhá. Nhiều bạn đi thi bảo thầy ơi cứ phải viết trừ ở đây. Không phải, không nhất thiết đâu. Nhớ chưa? K thuộc z nhá. Như vậy yên tâm là tập xác định này gồm những cái phần tử là d bằng r gạch bỏ đi cộng trừ pi trên 2
Cộng ca pi, em không nhất thiết phải cộng trừ ca pi đâu, cộng hay trừ nó thế thôi, chả có cái gì đâu. K thuộc Z. Rồi, thế tìm tòi xác định xong rồi. Thế bây giờ người ta lại đang hỏi cái đặt cái vấn đề he ở chỗ đó là thế cái tập này trong trường hợp này thì có phải là tập đối xứng không? Vẫn có đấy. Thí dụ nhá, cộng vi trên 2 mà nó bị gạch bỏ thì trừ vi trên 2 nó cũng đã bị gạch bỏ rồi. Đúng không? Thế nên là yên tâm là cái tập này vẫn là tập đối xứng em ghi. Suy ra với mọi x thuộc D thì trừ x cũng vẫn thuộc D thôi, đừng lo. Bạn nào thích có thể lấy một vài cái giá trị k thay vào, sau tí nữa sẽ thấy là chúng lần lượt gạch bỏ hết lẫn nhau ấy mà, chả có gì. Bài toán này chúng ta xét tiếp bước thứ hai. Đây là bước 1. Bước số 2 ta tính f tại trừ x. F tại trừ x có nghĩa là bằng tang của trị tuyệt đối trừ x. Các em nên nhớ theo tính chất trị tuyệt đối, trị đối của cộng trừ đều ra như nhau, nên hàm này vẫn bằng fx thôi. Và kết luận đây là hàm số gì? Kết luận đây là hàm số chẵn. Hôm trước thầy cũng có nói với em những cái hàm mà chỉ toàn mũ chẵn thì làm chẵn, thường là toàn mũ chẵn làm chẵn, toàn mũ lẻ làm lẻ, hoặc có trị tuyệt đối thì làm chẵn. À ok, thế là xong hết bài số 2 rồi. Bây giờ một lần nữa thầy sẽ khẳng định lại cho em một số cái kinh nghiệm và mẹo làm nhanh nhá. Thực ra rất là dễ thôi. Chúng ta có thể suy đoán nhanh như sau. Bỏ qua các cái phần về điều kiện tập xác định, các em tự tìm nhé và tự nhận ra được ai là tập đối xứng thì chỗ ấy không nói rồi. Coi như nếu chúng đã thỏa mãn điều kiện đầu tiên về tập đối xứng thì chúng ta có thể nhận biết đoán nhanh như sau. Chúng ta có thể thấy rằng là trên tử số đây có coi như là phép chia của hai hàm đi. Hàm cốt là hàm chẵn, hàm cốt là hàm chẵn. Trên này 1, 1 vẫn coi là x mũ 0 tức là x mũ chẵn. Có hiểu chỗ này được không? 1 ấy thực ra hằng số em chỉ cần hiểu rằng là 1 chính là x mũ 0 đi. Các cái hằng số em coi như hàm chẵn đi. Ví dụ thế. Được không? Được chưa? 1 là x mũ 0 mà, không coi như hàm chẵn. Thế thì trên này là tổng của hai hàm chẵn thì coi như ở trên là hàm chẵn. Hàm chẵn người ta hay gọi là dương. Ở dưới cũng coi như hàm chẵn. Tổng cái hiệu quan trọng đều là các hàm chẵn thôi. Hàm chẵn thì đây. Mà thầy hay ký hiệu hàm chẵn thì cô coi như là dương đi, hàm lẻ thì đánh dấu âm. Thế thì âm dương chia dương nó vẫn ra đó là dương, nên hàm này tổng kết lại là nó vẫn ra dương đây này. Thế này tại sao lại nó lại nhẩm ra hàm chẵn nhanh thế này? Có thấy không? Đó là mấy cái đỡ phải làm nhiều. Bước thứ hai, bài số 2B. Đây. X mũ 3, thầy cứ coi như cái này là hàm tích của hai hàm đi. X mũ 3 là hàm lẻ. Sin 2x cũng là hàm lẻ. Nhưng mà lẻ nhân lẻ thì nó lại ra chẵn các em ạ. Thì em vừa hiểu tại sao lại nhẩm ra hàm chẵn nhanh chưa? Đấy, đây là kinh nghiệm, sách giáo khoa và các tài liệu có thể không ghi đâu, nhưng em cứ theo kinh nghiệm của thầy để mấy kia làm trắc nghiệm cho nó nhanh. Thực ra các bạn khác có thể thử số. Nhiều bạn đi thi làm trắc nghiệm, bạn ấy có thể thay x bằng cộng trừ 1, hoặc là cộng trừ pi trên 3, hoặc là cộng trừ pi trên 4, cộng trừ pi trên 2, miễn là người ta cho một cặp cộng trừ nào đó nằm trong tập xác định thay vào rồi người ta so sánh dấu. Nhưng mà thôi nó vẫn lâu hơn thầy. Thầy nhẩm nó còn ra nhanh hơn chứ thầy ngùng. Mà biết đâu có nhiều bạn thay cái cặp cộng trừ này vào vẫn có trường hợp sai đấy. Có những trường hợp em thay cộng trừ vào em đừng nghĩ là nó cái này luôn đúng. Tại vì có những trường hợp bạn đi làm là bạn đi trắc nghiệm, bạn đi thay vào, bạn đi bảo là ngồi xem cộng trừ có được không. Có những cái trường hợp mà bạn thay vào nó mà nó bị vẫn còn bị sai đấy. Cứ chưa chắc là cứ tại vì nếu mà thay thì phải thay nhiều cặp cùng đúng cơ. Được chưa? Nó không được tổng quát. C. Đây, đây là hàm thương hay hàm. X mũ 3 là hàm lẻ, sin x là hàm lẻ, coi như phép trừ hai hàm lẻ để coi như lẻ đi. Được chưa? Lẻ. Đây là một cách tương đối quy ước của chúng ta, cho thầy không bảo các em phải nghe thôi chỗ này nhé. Coi như hàm lẻ đi. Ở dưới cos x là hàm chẵn cái gì? Chia lại thì nó ra hàm gì? Chia lại tất nhiên nó phải ra hàm lẻ. Đáp án ở đây đáp án hàm lẻ, minh chứng rồi đúng không? Cứ làm thật rồi xong kiểm nghiệm lại bao giờ mới thấy nó mới vui. Hàm lẻ thật đấy đấy. Đây, tiếp D nhá. D thì còn dễ nữa. À, D, D chả phải là thực ra D thì chỉ cần thay cộng trừ x vào là xong. Trong câu D thì chỉ có một hàm thôi thì em chỉ cần thay cộng trừ x vào luôn. Nếu các em D các em thay cộng trừ x vào đây thì em luôn thu được cùng một kết quả. Em có thể nhẩm nhanh đây là hàm chẵn. Vì cái này thì nhận biết theo dấu hiệu của trị tuyệt đối mà trong cần cơ sở phương pháp thầy có nói rồi. Đấy, có những hàm thì thầy lại dùng cơ sở phương pháp để nhìn vào cái ở cái chỗ lý thuyết. À đấy. Thế xong, giỏi ơi, quá đơn giản. Thế mình làm phần bài tập cuối cùng trong phần tính chẵn lẻ nha. Chúng ta đến với bài tập số 3. Đấy, như vậy là càng ngày càng nhiều ví dụ và càng ngày càng thông minh rồi. Nào, ví dụ tập số 3. Xét tính chẵn lẻ của mỗi hàm số sau. Đó, bây giờ chúng ta làm nhanh nào. Câu A nào. X bình sin x cộng tang x. Bài này có điều kiện xác định. Điều kiện xác định của tang là sin trên cos, cos khác 0. Cos x khác 0. X khác pi trên 2 cộng k pi. K thuộc Z.
Tập xác định D bằng R gạch bỏ đi các cái họ Pi trên 2 cộng KV. Các họ này yên tâm là cách đều nhau. Các họ này là các cái điểm nghiệm, tức là các cái nghiệm bị bỏ trong trường hợp này này. Kiểu gì nó cách đều nhau, chúng đối ứng một một với nhau, kiểu gì chúng cũng xiên hết với nhau thôi. Nên yên tâm là sẽ đảm bảo điều kiện, đó là nên. Với mọi x thuộc D thì chắc chắn yên tâm chứ x cũng thuộc D. Cái này thầy đã giải thích tương tự như ở phần bên kia rồi. Nếu nó có khác đi một họ nghiệm nào đó thôi thì cũng không ảnh hưởng gì cả đâu. Vì các họ nghiệm còn lại chúng vẫn còn đang chờ nhau, đừng lo, các điểm còn lại vẫn còn đang chờ nhau. Còn các cái bác này nó chết nhau theo cặp rồi, đừng lo. Điều kiện thứ nhất vẫn thỏa mãn, chúng ta xét điều kiện thứ hai. F tại trừ x. Trừ x tất cả bình sin trừ x cộng tan trừ x theo tính chất dấu trừ. Trừ x tất cả bình thì bằng x bình, sin trừ x bằng trừ sin x, tan trừ x bằng trừ tan x. Chúng ta thấy dĩ nhiên hàm này không thể bằng cái này rồi, thì chúng ta thử đặt dấu trừ ra ngoài xem chuyện gì xảy ra. X bình sin x cộng tan x. Ta nhận thấy ngay, đây chính là trừ F. Đây điều kiện số 2. Từ 1 và 2 dễ dàng suy ra kết luận hàm số lẻ, đúng không? Hết tuần, rất đơn giản, đúng không? Bây giờ làm nhiều quen nhanh không? B. Cốt của 2 cộng pi trên 3, cái hàm này nguy hiểm hơn các em. Hàm này không có điều kiện gì. D bằng R. Yên tâm, suy ra với mọi x thuộc D thì trừ x cũng thuộc D là đúng rồi. Bởi vì sin cốt không có gì cả. Xét F tại trừ x bằng cốt của trừ 2x cộng pi trên 3. Các em phải hết sức chú ý chỗ này dễ bị nhầm lẫn. Theo tính chất của cốt, cốt đối thì cốt có thể đổi dấu toàn bộ, cốt cũng có thể đổi dấu toàn bộ thành 2x trừ pi trên 3. Tại vì cốt của alpha bằng cốt của âm alpha mà. Theo thầy thấy hai cái này thì nó không bằng nhau. Nếu mà nhìn theo cái kiểu này, nếu mà bằng nhau thì chả phải. Tại vì bây giờ nếu có thể có nuốt hết dấu trừ đi, đổi dấu tất thì nó thành cốt 2x trừ pi trên 3. Mà cốt 2x trừ pi trên 3 thì nó chả giống. Cái này nó có giống được em ấy không? Thầy thấy nó không hề giống, giống nó phải giống y hệt chứ nhỉ? Không giống. Thì nó có ngược dấu trừ ở ngoài không? Cũng không ngược. Theo tính chất dấu trừ của cốt thì cốt nuốt mất dấu trừ rồi chứ không có để dấu trừ ra ngoài đâu nhé. Như vậy thầy thấy nó khác hết cả cộng trừ fx. Nó khác hết luôn ấy. Khác hoàn toàn. Giống chả phải, ngược thì không. Khác hẳn cộng trừ fx. Như vậy đây là điều kiện số 1 và đây là điều kiện số 2. Ta có thể thấy ngay từ điều kiện số 2 này là ta hoàn toàn có thể suy ra được hàm số này là trường hợp này là trường hợp không chẵn không lẻ. Đi thi thì không có trường hợp nào vừa chẵn vừa lẻ đâu nhá. Ít khi có cái kiểu không chẵn, vừa chẵn vừa lẻ lắm. Hoặc mai kia nếu em còn chưa chắc chắn là không chẵn không lẻ, em có thể dùng phản chứng. Bài này phản chứng ở trường hợp ở phản chứng ở cái điều kiện 1 thì không được đâu, tại vì nó thỏa mãn điều kiện 1 rồi. Em dùng phản chứng ở cái chỗ 2. Chúng ta chỉ việc lấy một cái điểm nào đó, lấy một cái điểm x0 nào đó bằng bao nhiêu thuộc trong tập xác định. Theo thầy em chọn, nhưng mà em mà chọn không khéo thì cũng không được, em phải chọn x bằng 0 đi. Em chọn x bằng 0 thì không được đâu. Em phải chọn hai cái số đặc biệt nào đó, thí dụ như là pi trên, được chưa, để khẳng định được ra hai cái này nó khác nhau và nó cũng không bằng, nó không ngược ấy. Thế thì chọn x bằng pi trên mấy nhỉ? Mình cứ thường đấy thì người ta chọn pi trên 2. Pi trên 2 hoặc là pi trên 3, thì tốt nhất là chọn pi trên 3 hoặc pi trên 6 là ổn nhất. Khi em chọn x bằng pi trên 3 thì em sẽ có f tại x của em bằng fx bằng cốt của 2pi trên 3 cộng pi trên 3. Còn f trừ x của em bằng cốt, được chưa? Được chưa? Đây là fx0 đúng không? Còn đây là f tại trừ x0 đúng không? Thử hai cái giá trị này này. Trừ x0 đúng nghĩa là bằng trừ 2pi trên 3 cộng pi trên 3. Lấy máy tính bấm để máy radian nhé. Shift mode 4. Xem nó bằng bao nhiêu. Cốt của 2pi trên 3 cộng pi trên 3 thì nó ngang bằng 3pi trên 3. Tức là cốt của pi còn cái gì nữa. Âm 1. Âm 1. Thế còn trừ 2pi trên 3 cộng pi trên 3 thì có nghĩa là còn là trừ pi chia 3. Đúng không? Trừ 2 cộng 1 thì còn trừ 1. Ôi biết ngay 1 phần 2. Các em thấy chưa? Rõ ràng chưa? Bằng chả phải, khác thì không. Các em thấy ghi rõ ràng, rõ như ban ngày. Đó là F tại trừ x0 không bằng mà cũng chả khác. À, không bằng mà cũng không ngược. Tức là khác hẳn F x0.
Đấy. Tại vì nếu như theo như điều kiện, một cái hàm mà đảm bảo tính chất lẻ thì nó sẽ phải bằng hoặc nó phải ngược hẳn đúng với mọi giá trị. Chỉ cần một giá trị bị vi phạm thôi thì có thể coi như là không chẵn không lẻ rồi. Như vậy từ điều kiện rất quan trọng này có thể kết luận được ngay đúng là hàm này không chẵn không lẻ. Em nhớ chỗ này rồi nhá. Mai kia nếu em đã nghi ngờ cái này không chẵn không lẻ rồi, em lấy phản chứng luôn, em dùng cái này là người ta chấp nhận luôn. Đấy, từ đấy dẫn đến kết luận không chẵn không lẻ. Nhớ nhá, không có cái hàm nào tên là vừa chẵn vừa lẻ đâu đấy. Đấy, chúng ta dùng phản chứng. Các em có thể dùng một giá trị khác tùy em. Pi trên 3, pi trên 6, pi trên 2 gì đó, nhưng mà miễn sao nó phải chứng tỏ được hai cái này khác hẳn hoàn toàn. Khác hẳn cộng trừ bằng chả phải trừ thì không. C. Tiếp theo, xin trừ cốt, tập xác định R suy ra với mọi x thuộc D thì trừ x cũng thuộc D, như vậy đảm bảo điều kiện thứ nhất. Chúng ta thử tính f tại trừ x. Xin trừ x trừ đi cốt trừ x. Thỉnh thoảng sẽ gặp một vài điều vui vẻ ở đây này. Trừ sin x trừ cốt x bằng chả phải, đặt dấu trừ thử ra ngoài thì bên trong đổi dấu, ô rồi ngược cũng không. Thế thì khác rồi, coi như là em ghi luôn đi. Cái ông này ấy, nó khác luôn cả cộng trừ fx rồi. Nên cũng có thể kết luận bài toán này là hàm số không chẵn mà cũng chả lẻ. Không chẵn không lẻ. Các em hoàn toàn có thể sử dụng phản chứng. Cách 2, dùng phản chứng lấy x bằng một giá trị nào đó, lấy không bằng một cái giá trị nào đó. Tốt nhất chọn pi trên 2 cho nó lành. Nếu chọn pi trên 2 thì f tại x0 bằng và f tại trừ x0 xem nhé. F x0 tên là sin của pi trên 2. Đúng không? Trừ đi cos pi trên 2 bằng bao nhiêu? Cos pi trên 2 bằng 0 rồi, như vậy sin chia về 1. Cái này sin trừ pi trên 2 trừ đi cos của trừ pi trên 2. Cos trừ pi trên 2 cũng bằng 0 rồi, sin trừ pi trên 2 bằng trừ 1, thôi chết rồi. Dùng cái phản chứng này sẽ dẫn đến bị hố rồi, không được. Em nên nhớ đừng dùng những giá trị đặc biệt. Em dùng giá trị đặc biệt này em lại càng chứng tỏ. Chỗ này mà bạn nào dùng phản chứng không cẩn thận, bạn ấy ra âm 1, bạn ấy bảo ô thầy ơi hàm lẻ, chết. Chết toi, chết ngay. Không dùng cái pi trên 2. Thế nên mới bảo là thường là người ta phải dùng cái giá trị đặc biệt là pi trên 3, pi trên 4, pi trên 6 là thế. Chứ cái bài này mà dùng pi trên 4 là hỏng rồi, bài này pi trên 4 vẫn hỏng. Tức tại vì sin vi trên 4 bằng cos vi trên 4, hai cái này bằng nhau, trừ nhau bằng 0, cái kia ra bằng nhau, chết luôn. Em cẩn thận nhé, chọn phản chứng phải khéo. Thôi tốt nhất chọn pi trên 6 hoặc pi trên 3 cho nó lành. Sin pi trên 6 trừ đi cos pi trên 6 là lành, đau đầu. Sin trừ pi trên 6 trừ đi cos của trừ pi trên 6 đỡ đau đầu. Tính nào? Sin của pi chia 6 trừ đi cos của pi chia 6 bằng 1 trừ căn 3 trên 2. Cái chỗ này là quyền của em nhá. Sin của trừ pi chia 6 trừ đi cos của trừ pi chia 6 bằng, đấy, trừ cái quái quỷ gì đây, trừ 1 trừ căn 3, ta ghi trừ 1 trừ căn 3 trên 2 bằng chả phải, ngược thì không. Các em nên nhớ kết quả trước, nếu mà tốt nhất các em đọc xấp xỉ ra cho nó lành. Kết quả trước thì của chúng ta là 1 trừ căn 3 trên 2 là âm 0,366. Còn cái ông trừ này này thì nó sẽ ra là âm 1,366. Các em nên đọc xấp xỉ thế này là an toàn nhất để nhìn cho nó rõ. Đấy, bằng chả phải, ngược thì không, khác nhau hoàn toàn. Các em nhìn thật kỹ nhá. Nắm nhiều bạn cũng không biết nó thế nào ngược nhau đâu. Đấy, điều đó càng khẳng định được rằng cái đó là cái hàm không chẵn không lẻ. Đấy, dùng cái này phản chứng là dễ nhất, chứ đừng có lấy phản chứng hố nhá. Nếu mà em bạn nào lấy pi trên 2 hoặc pi trên 4 vẫn bị hố như thường. Các em không tập dự đoán trước đi bị hố nghe. Nhớ đấy. D. Cái này có hiểu được không? Khác nhau hoàn toàn này. Úi giời, nhìn đã không thấy bằng nhau rồi. Đấy, điều đó càng khẳng định được là chúng ta làm đúng. Câu này thì còn vui nữa. Câu này thì cốt bình không có điều kiện gì, nhưng mà điều kiện lại có x khác 1. Như vậy D bằng R gạch bỏ 1. Trường hợp này các em đừng làm nữa.
Các biết tại sao không? Với một cái tập xác định mà gạch bỏ cái điểm số 1, điểm số 1 bị gạch bỏ, thì coi như hàm không chẵn không lẻ ngay, vì hàm này bị gạch bỏ những điểm, nhưng mà những điểm này lại không đối xứng. Đáng nhẽ gạch bỏ 1 thì nó phải có cả trừ 1 bị gạch bên này nữa cơ, thì nó mới được coi là tập đối xứng. Bây giờ lại gạch bỏ, tức là anh này anh đi một mình, anh không mang theo chị này, chị này chị đòi người lại người yêu, thì bây giờ thầy không làm thế nào. Bây giờ chị lại bảo là rõ ràng x bằng âm 1 thì thuộc tập xác định, nhưng đây anh này còn nguyên, nhưng mà cái chị này chị đi đâu, nhưng mà trừ x đúng không, tức là bằng 1 đấy, thì lại không thuộc D, tại vì 1 nên đang chờ không thuộc D, nên vi phạm điều kiện 1 là ta có thể nói đây là hàm số không chẵn không lẻ rồi. Cái chỗ này hơi vui thôi nhá. Đấy, tại sao cùng các cái điều kiện bài khác nhưng các bài kia thì anh chị rủ nhau đi cả đôi rồi. Thầy cũng giới thiệu luôn cho em cẩn thận này, nếu cái đề bài này nó đổi thành x bình trừ 1 thì sao, thì x khác cộng trừ 1, người ta hỏi hàm này có phải tập đối xứng không, em lại nói là có nhá. Vì sao? Vì anh chị chết theo đôi, chết theo cặp, những người còn lại vẫn còn nguyên trên cuộc đời này, được chưa? Thế nên lúc ý hàm số này lại vẫn có thể xét được tính chẵn lẻ. Đấy mới là cái điều kỳ diệu của bài toán. Đến cái lúc mà x bình trừ 1 vào đây thì hàm số này x bình trừ 1 là hàm chẵn, cốt bình nó cũng là hàm chẵn, thế thì có khi lúc này hàm này trở thành hàm chẵn ngay. Đấy, các em cẩn thận trong trường hợp này là không chẵn không lẻ. Hết bài. Ngoài ra chúng ta cũng có thể dự đoán được rất nhiều các cái những cái bài toán này, em hoàn toàn có thể sử dụng phương pháp dự đoán giống như thầy, em cũng sẽ ra kết quả nhanh chóng. Đấy, như vậy là chúng ta hoàn thành xong phần dạng hai chẵn lẻ ở đây. Các bạn và các em thân mến, như vậy là cái phần hàm số lượng giác tiết thứ hai của chúng ta ở đây là kết thúc. Thầy sẽ giới thiệu tiếp với các em nhiều dạng bài tập tiếp theo trong cái phần tiết học tới. Các em nhớ ôn kỹ bài và xem thật cẩn thận những cái phần mà phương pháp cùng với các cái bài tập mà thầy đã chữa. Thầy xin thân ái gửi lời chào đến các em. Chúc các em có một khởi đầu luôn luôn thành công.